ở đây đều là nhân vật cấp trưởng lão trở lên của tử kim động nhưng nghiêm lập nói chuyện đi thánh cảnh đề cử đệ tử tử kim động không thể đề cử trưởng lão giữ gìn một vài quy tắc tức là bảo vệ lợi ích cho bản thân chẳng ai lại muốn phá hoại vài nguyên tắc để rồi một ngày nào đó nó sẽ rơi xuống đầu mình trước khi những người ở đây đưa ra được một lý do chính đáng sẽ không ai nói rằng có thể làm gì lung tung với một trưởng lão dù trong lòng có suy nghĩ lệch lạc này nhưng chưa đến lúc bất đắc dĩ cũng sẽ không nói ra cũng giống như vậy Ngưu Hiếu đạo là một phần tử của Tử Kim Động, cũng sẽ không dám trắng trợn vi phạm môn quy. Chỉ ít thế lực của hắn vẫn chưa đủ lớn để có thể dựa vào sức riêng mình đối kháng với môn quy. Nếu biết trước như vậy, lúc đầu chuyện để hắn thành trưởng lão của bổn phái nên cân nhắc kỹ càng hơn. Mạc Linh Tuyết lầm bầm, cả đám quay sang nhìn bà ta một cái. Đây chẳng phải nói nhảm sao? Không cho đủ lợi ích, người ta có thể đầu quân vào Tử Kim Động của ngươi à? Cả đám nhìn sang Cung Lâm Sách, người lúc đầu đưa ra quyết định này là trưởng môn. Cung lâm sách liếc nhìn Mạc Linh Tuyết, nhưng cũng không nói gì, biết chẳng qua bà ta chỉ phát tiết cảm xúc chút thôi. Mọi người còn đang suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này như thế nào, bên ngoài có đệ tử đến báo, văn mặc nhi tới. Cùng lâm sách lập tức phất tay ra hiệu cho vào, cả đám cũng biết. Văn Mạc Nhi bề ngoài là tông môn sắp xếp đến Mao lưu biệt viện chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Ngưu Hữu Đạo và phụ trách liên lạc giữa hai bên, nhưng trên thực tế còn có tác dụng giám thị Ngưu Hữu Đạo. Lần này đến có lẽ là chuyện liên quan đến bên Ngưu Hữu Đạo, Quả nhiên, sau khi Văn Mặc Nhi hành kiến lễ liền bẩm báo, trưởng môn, bên quy miên các, cự an sư bá phụ trách công việc thường ngày của trung lão hái một rỗ trái cây tươi sau núi tặng cho nghiêu trưởng lão xong thì cáo từ. Sau đó nghiêu trưởng lão lại sai người làm một bàn tiệc rượu đáp lễ, đích thân dẫn người tặng cho quy miên các, mời các sư thúc sư bá của quy miên các nếm thử, và nói với họ, sau này ai muốn ăn, có thể đến mau lư biệt viện bất cứ lúc nào. Đợi sau khi Văn Mặc Nhi lui xuống, Mạc Linh Tuyết kỳ quặc nói, đáp lễ một bàn tiệc rượu thì có gì ghê gớm. Khụ khụ, Nghiêm Lập chợt ho khan hai tiếng, việc này ông ta có quyền lên tiếng nhất, cười khan nói, sư tỷ có thể không biết, ta thường xuyên đến Mao Lư biệt viện ăn uống miễn phí, mọi người thật sự đừng nói nữa, tên nghiêu Hữu đạo kia sống sung sướng lắm, không phải chăm chút bình thường đâu, quả thật đã vượt ra khỏi cảnh giới rồi. Quận chúa trải đầu cho hắn, một đám hòa thượng quản lý việc ăn uống của hắn, bên đó sáng dậy gõ chuông tối đến đánh trống, sang sảng tụng kinh ngột rửa tâm cảnh không nói, tiệc rượu có nói là đệ nhất thiên hạ cũng không quá, thực sự là rất ngon, làm cho đệ bây giờ có ăn uống gì cũng mất mùi vị, hai ba ngày là lại phải chạy sang chỗ hắn một chuyến. Mạc Linh Tuyết nghi ngờ, chỉ chút ham mê ăn uống mà đáng để đệ nhớ mãi không quên sao. Nghiêm lập, sư tỷ, cái này bảo ta phải giải thích với tỷ thế nào đây, tóm lại nếu có cơ hội tỷ cứ đi thử rồi sẽ biết, đồ ăn đám hòa thượng kia nấu thật sự rất tuyệt. Còn cả không khí nữa, cảm giác đồ ăn đám hòa thượng kia làm ra vừa ngon, lại có không khí rất tốt. Mạc Linh Tuyết, thật sự ngon như người nói, vậy há chẳng phải cũng là một đường tại lộ à? Nghiêm lập, ta lúc ấy cũng đã nghĩ như vậy, cũng hỏi như hiểu đạo như vậy, nhưng vừa nghe hắn nói thì cũng có lý. Rượu có thể giấu ở nơi nào đó ủ xong mới bán, nhưng thức ăn này không thể nào để được lâu, đi khắp nơi mở tủ lâu gì đấy, sẽ dính đến rất nhiều người, không cách nào giữ được bí mật công thức, không thể nào thành nhà độc quyền lâu dài, làm đường tài lộ lớn không thực tế lắm. Hắn còn nói gì mà nhân sinh cực khổ, nếu mở rộng kinh doanh rất dễ dưỡng thói sống xa xỉ, tóm lại là tuôn ra cả tràng đạo lý. Chương 1370, một tay giao tiền một tay giao hàng. Mạc Linh Thuyết, không mở rộng cũng được, nhưng nếu là đồ tốt, mở rộng ở Từ Kim động ta không được sao? Bảo bà ta dẹp hết sỉ diện đến Mao Lư biệt viện ăn ké bà ta không làm được, bà ta không phải Nghiêm Lập, cũng không giống Nghiêm Lập không việc gì lại chạy đến Mao Lư biệt viện chơi bời nghiêm lập không cần tỉ nói ta đã có ý tưởng này lâu rồi nhưng hắn không đồng ý thứ không thể trở thành đường tài lộ chẳng thể nói có thể đem được lợi ích gì chỉ là miếng ăn thôi dù có ép hắn thế nào hắn cũng không nói ra đến lúc bị hắn chạy sang chỗ trung lão tố cáo thì đúng là chẳng ra gì mấy chuyện không cần thể diện này để tuyệt đối không làm được chỉ vì chút ham mê ăn uống mà ảnh hưởng đến trung lão sau đấy mấy vị sư thúc sư bá không chửi mắng chúng ta đến mức máu cho phun đầy đầu mới lạ ai muốn tìm hắn thì tìm dù sao ta cũng không mở miệng nói với hắn chuyện này đâu đám người này nghe thấy ông ta nói cũng đúng lúc đầu đúng là cũng có cùng suy nghĩ như mạc linh tuyết nhưng nghe nghiêm lập nói vậy thì thấy cũng đúng thật chỉ vì chút ham mê ăn uống thì thật không đáng thấy hai người chỉ vì vài món ăn mà không ngừng rông dài ở đại điện nghị sự tông môn cũng không nhìn xem đang ở tình huống nào đang ở ngay trước mặt tượng tổ sư ra đấy cung lâm sách lạnh lùng nói các ngươi nói chuyện phiếm xong chưa sắc mặt mạc linh tuyết và nghiêm lập cứng đờ, lập tức nhận ra, cả hai đều cúi người ngậm miệng. Lúc này cung lâm sách chậm rãi nói, trước nay quy miêu các không hề chủ động qua lại với Mao lư biệt viện, cự an đột nhiên tặng một giỏ trái cây, chỉ một giỏ trái cây cũng chẳng là vì, chủ yếu là cự an lại đích thân đến tặng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Và nghiêu hữu đạo cũng lập tức đáp lễ nữa, được ông ta nhắc nhở như vậy, sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm túc, đều ý thức được sau việc này có che giấu thâm ý, Nưu Hữu Đạo có tình hình gì, lúc đầu lúc tông môn đưa ra quyết định để Trung lão nhận làm đồ đệ đã nói kỹ càng tình hình Nưu Hữu Đạo với Trung lão, trong lòng Trung lão cũng đã có chừng mực. Bởi vậy Quy Miên Các hẳn sẽ giữ khoảng cách thích hợp với Nưu Hữu Đạo. Nhưng ý nghĩa giỏ trái cây của Cự An không hề tầm thường, rõ ràng là đang lấy lòng Nưu Hữu Đạo, chuyện này nếu không có Trung lão đồng ý, hẳn Cự An sẽ không thể tự ý quyết định. Mọi người lờ mờ ý thức được, nói không chừng Trung lão sẽ làm chỗ dựa cho Nưu Hữu Đạo. Nếu thật sự như vậy, chuyện hơi phiền toái rồi. Giống như ban nãy vừa nói chút ham muốn ăn uống không tiện quấy nhiễu trung lão sợ bị mắng, vì sao sợ bị mắng. Đừng thấy trung lão ở tử kim động đã quá thời, đã không còn thực quyền, nhưng một khi ông đã ra mặt, ai dám cứng rắn chống lại chứ. Nhất là một người đã từng lập công cho tông môn, dâng hiến cả một đời, một túc lão có tư cách nhất và đã sắp chết, chỉ cần chuyện không quá lớn, ai dám không nể mặt. Những người sắp chết thế này, ngay cả các túc lão khác còn phải cung kính, bởi vì bọn họ cũng sẽ có ngày đó, hơn nữa ngày đó cũng không còn quá xa. Cái này không liên quan đến thực lực tu vi cao cấp, tuy đời bọn hắn nắm quyền, nhưng những lão gia hỏa kia một khi rời núi gây sự, sẽ đờ khiến rất nhiều người khó xử, cho dù là trưởng môn. Trung Cốc tử dám chỉ trích giáo huấn cung lâm sách, cung lâm sách dám cãi lại sao? Trung Cốc tử dám mắng cung lâm sách, cùng lắm cung lâm sách chỉ biện giải vài câu chứ dám dùng ngữ khi quá khích nói gì sao? chọc tức vị này cho dù có lý hay vô lý đều là cung lâm sách ông ta không đúng, nếu vô lại một chút nằm vật ra đất một cái thì chuyện sẽ trở nên rất lớn. Mấy lão gia hỏa này một khi tức giận, muốn ném trưởng lão nào xuống đài, cứ khăng khăng tìm lỗi của ngươi chẳng phải việc gì khó. Đương nhiên, trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra những chuyện như vậy, điều kiện tiên quyết là đừng ép người ta. Nghiêm lập chợt nhẹ nhàng hỏi một tiếng, chẳng lẽ Trung Sư bá coi trọng nghiêu hữu đạo, muốn. Phó Thác Lâm Trung, Mấy chuyện thế này đều dính đến chuyện trước đây, còn có vài ẩn tình khác, dính đến những đấu đá khi xưa trong môn, tất cả đã trôi qua, dù nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tóm lại cuối cùng có thể ngồi lên vị trí túc lão, chắc chắn trước kia là trưởng lão trong môn, dưới tay chắc chắn có người của mình, chẳng qua là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lại đụng lúc đang thay đổi mới cũ, Trung Quốc từ sắp trở thành thái thượng trưởng lão mới ủy quyền theo môn quy, cũng đã không còn cơ hội và thời gian để xây dựng lại mối quan hệ nữa nên mới xảy ra tình trạng không người kế tục, điểm này trong lòng mọi người đều hiểu rõ mạc linh tuyết hơi bất mãn lầm bầm bề ngoài nghiêu hữu đạo có chút thế lực nhưng chuyện trong môn vẫn sẽ do chúng ta nói là được cho dù phó tác quy miên các cũng chỉ có mấy người đó cũng chẳng ai là tinh anh gì nghiêu hữu đạo cũng không thể nào bấu vào mấy người của quy miên các để thượng vị được sao lại xuất hiện chuyện như thế này chứ cung lâm sách cao mày hơi hối hận vì sao lại để nghiêu hữu đạo bái trung quốc tử làm sư phụ việc này không thể kết luận vội vã cứ quan sát trước cái đã Cung lâm sách nhắc nhở mọi người, quy miên các, trong tình huống bình thường, cự an cũng sẽ không tùy tiện lui tới ra vào, đều phải có mốc thời gian quy định. Giờ vừa đến, cự an một lần nữa bước vào, sau khi quỳ trước mặt trung cốc tử đang khoanh chân tĩnh tọa, khẽ nói, sư tổ, đệ tử đưa một làn trái cây sang cho Ngưu sư thúc, sau đó Ngưu sư thúc đích thân tới tặng một bàn tiệc rượu cho các đệ tử, để chúng đệ tử nếm thử. Người còn nói với chúng đệ tử, sau này người của quy miên các muốn ăn có thể đến Mao lư biệt viện ăn trực bất cứ lúc nào cũng nói sau này người của quy miên các gặp phiền toái gì đều có thể nói với người. Ngoài ra, đồ ăn như sư thúc đưa tới mùi vị thực sự không tệ. Trung cốc tử chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy, ánh mắt nhìn chầm chầm phản ứng của cự an, người đi tặng đồ không nói gì không nên nói đấy chứ. Cự an, chỉ tặng trái cây, ngoài trái cây không nói một từ. Giọng điệu Trung cốc tử đau buồn, trả trách tuổi trẻ mà có thể đi được đến bước này, là một người thông minh, có lẽ cũng chẳng dễ ngã dứt lời lại nhắm mắt lại cự an xin chỉ thị sư tổ có gì cần dặn dò nữa không ạ trung cốc tử tính tọa như một bức tượng không hề có tiếng động gì vang lên cư an hiểu ý dập đầu một cái đứng dậy nhẹ nhàng rời đi mặc dù đoán chừng như hữu đạo sẽ không dễ dàng giao quyền xử trí phu thê côn lâm thụ nhưng vẫn nên tìm như hữu đạo nói chuyện xem thử chí ít cũng phải xem trước thái độ của Nhiêu hữu đạo rồi mới quyết định cả một đám cũng không tiện đến vây lấy Nhiêu hữu đạo nói đạo lý lần trước làm như vậy người ta cảm thấy bị ức hiếp nên lập tức đi quy miên các cáo trạng rồi nghiêm lập cũng không muốn đi tìm nghiêu hữu đạo nói chuyện dành thức ăn trong miệng tiểu hồ ly này làm gì có chuyện dễ dàng còn dễ đắc tội người ta ông ta chưa từng nghĩ rằng loại người như nghiêu hữu đạo dễ trêu cũng thật sự thấy rõ không dễ trêu cho nên cũng không muốn đi trêu chọc vị này làm gì ông nhớ ông từng nhắc nhở trưởng môn loại người như nghiêu hữu đạo làm việc luôn có chừng mực chỉ cần không quá đáng thì vẫn có thể sống chung được nhưng tình hình bây giờ ngược lại Tông môn đã nhiều lần có ý đồ với Ngưu Hữu Đạo, mặc kệ trước đây đám người này có hiểm khích gì, giờ đều có cảm giác đối ngoại rất thống nhất, Ngưu Hữu Đạo là người ngoài, đều coi Ngưu Hữu Đạo là miếng thịt mỡ. Đương nhiên, ông ta cũng biết, đối mặt lợi ích, ai cũng động lòng, cũng muốn nhúng tay vào. Nhưng không còn cách nào khác, ông ta không muốn đến cũng không được, tất cả mọi người đều đề cử ông ta đi, đều cảm thấy ông ta tìm Ngưu Hữu Đạo là thích hợp nhất, ngoại trừ bản thân ông ta, không có một ai phản đối chương 1371, lĩnh tội 1. như hữu đạo và nghiêm lập ngồi đối diện nhau uống trà trong đình. Sau khi nghe xong, như hữu đạo liền bưng chén trà lên hỏi, là việc này. Nghiêm lập vui tươi hớn hở, hỏi do, sư đệ, người có ý kiến gì không? Choảng, như hữu đạo đập vỡ chén trà trong tay lên bàn, nghiêm lập giật mình hơi nghiêng ra sau. Gương mặt như hữu đạo thì không hề có chút gợn sóng, ông cảm thấy ta nên có ý kiến gì? Nghiêm lập thở dài, kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi ngẫm lại xem, một mình ngươi chống lại thiên hỏa giáo cũng chẳng phải chuyện tốt gì, ngươi giao người cho tông môn xử lý, sự việc sẽ có tông môn gánh, ngươi sẽ không áp lực gì nữa, cũng không cần đắc tội thiên hỏa giáo, ngươi nói có đúng không nào. Nghiêu hiểu đạo, tông môn chuẩn bị lấy được lợi ích gì từ phu thê bọn hắn à? Nghiêm lập, bây giờ vẫn chưa có phản ứng của bên thiên hỏa giáo, tạm thời vẫn chưa thể nói rõ, xem tình hình rồi quyết định. Nghiêu hiểu đạo, nhưng ta tin chắc tông môn sẽ nhân cơ hội kiếm một khoản lớn. Nghiêm lập cười hì hì, đổi lại là ngươi, ngươi có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Nghiêu hữu đạo dựng hai ngón tay lên, ở đây không có người ngoài, ta nói thẳng luôn nhé, mặc kệ các ngươi muốn bao nhiêu lợi ích, ta chỉ cần hai phần, không quá đáng chứ. Vẻ mặt nghiêm lập vui mừng, chịu nhượng bộ là tốt rồi, nói như vậy, sư đệ đồng ý giao người cho tông môn xử trí. Nghiêu hữu đạo, nếu ta độc chiếm, các ông có thể bỏ qua sao? Chỉ cần cho ta hai phần không ít hơn, người có thể giao cho các ông xử trí hắn đồng ý nhanh như vậy khiến trong lòng nghiêm lập dâng lên cảnh giác, vậy cứ quyết định thế nhé. Nghiêu hiểu đạo, quyết định thì quyết định rồi, nhưng ta vẫn còn điều kiện. Hắn thật sự đồng ý quá nhanh, nghiêm lập cảm thấy không yên tâm về hắn, thực sự thủ đoạn của họ nghiêu này ông ta đã lĩnh giáo nhiều lần rồi, không thể không phòng, nghe nói còn có điều kiện, ông lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bằng không ông ta sẽ cảm thấy không bình thường. Người nói trước nghe thử xem nào, nghiêm lập hơi nghiêng người về phía trước, bộ dạng chăm chú lắng nghe nghiêu hữu đạo lúc đàm phán nhất định phải có mặt ta nghiêm lập cảnh giác nói đã có tông môn ra mặt người có mặt hay không có sao đâu dù sao thì người cũng đang nhốt phu thê bọn hắn không gặp người thiên hỏa giáo không phải sẽ bớt lúng túng sao nghiêu hữu đạo vỗ bàn nói nói đùa cái gì đấy ta không có mặt làm sao biết các người được bao nhiêu lợi ích sau này hai phần kia há chẳng phải các người muốn đưa bao nhiêu thì đưa thiên hỏa giáo chịu vụ thua thiệt này cũng sẽ không thể ngào trắng trợn công bố với bên ngoài nghiêm lập giờ khóc giờ cười con người ngươi không khỏi quá đa nghi rồi được 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 việc này để ta nói lại với tông môn nghiêu hữu đạo còn nữa trước khi đàm phán xong người để bên chỗ ta nghiêm lập chừng mắt không phải nói sẽ giao người cho tông môn xử trí sao nghiêu hữu đạo lưu lại chỗ ta chẳng lẽ không phải lưu tại tông môn sao hơn nữa nếu giờ ta giao người cho các người sau này các người không chịu nhận nợ thì sao các người cũng không thể nào mạo muội trả người cho thiên hỏa giáo trước đúng không người ta cứ nhốt đây các người và thiên hỏa giáo một tay giao tiền một tay giao hàng ta và các người cũng một tay giao tiền một tay giao hàng tất cả mọi người đều yên tâm nghiêm lập một lần nữa cảnh giác nói người sẽ không dở trò gì đấy chứ nghiêu hữu đạo ta là loại người đó sao ta nói này nghiêm sư huynh trong mắt ông ta là người như thế nào vậy ngươi là hạng người gì nghiêm lập chỉ có thể ha ha hai tiếng không nói nâng chén trả lên tự uống tự nghĩ là hạng người gì tạm thời không nói tới chuyện một tay giao tiền một tay giao hàng ngẫm lại ông ta vẫn cảm thấy kỳ quái làm thế này giống người cùng môn phái sao thế này giống các trưởng lão cùng môn phái nói chuyện với nhau sao ông ta ở tử kim động nhiều năm chưa từng nghe thấy đây là lần đầu tiên đấy điều này cũng khiến ông ta ý thức được tạm thời nghiêu hữu đạo vẫn chưa dung nhập vào tập thể tử kim động và bên tử kim động cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận trong tiềm thức vẫn coi nghiêu hữu đạo là người ngoài suy nghĩ một lát đặt chén trà xuống nghiêm lập đứng dậy nói điều kiện của ngươi ta nhớ rồi có điều ta vẫn chưa thể nào đồng ý với ngươi, để ta về thông báo rồi sẽ trả lời sau. Nghiêu hiểu đạo cũng đứng lên nói, vậy ta tiến ông. Đừng, không nhọc ngài đại giá, cũng không biết nghiêm lập trào phúng hay tự diếu, khoát tay, bước nhanh ra khỏi đình đi trước. Đưa mắt nhìn người rời đi, nghiêu hiểu đạo lại ngồi xuống chậm rãi uống trà, rõ ràng đang suy tư điều gì đấy, vô cùng nhập thần. Quản phương nghi chủ động đi tiến người đã quay lại, bước vào trong đình, đong đưa quạt tròn hỏi, một tay giao tiền một tay giao người, rốt cuộc người muốn phu thê bọn hắn hay muốn tiền. Bà ta bị làm cho hồ đồ rồi, không thể hiểu được như thế nào. Nghiêu hữu đạo nghịch nắp tách trà, cô thích tiền, ta đang kiếm cho cô đấy. Quản phương nghi xì một tiếng, tiếp tục hỏi, thật sự giao hai người bọn hắn ra à? Trước đó bà ta cảm thấy không phải như vậy, nhưng hôm nay vị này đã vạch rõ chiến tuyến với tử kim động rồi. Như hữu đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trầm ngâm nói ra, phái người liên hệ với bên thiên hỏa giáo, nói với bọn hắn, Chuyện của phu thê côn lâm thụ ta nói là được, bàn với ta, ta không đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Nhớ lấy, chỉ truyền lời đến đây là được, đừng để thiên hỏa giáo biết ta truyền lời, cũng đừng để lại bất kỳ chứng cứ và sai sót nào. Quản phương nghi sướng sờ, hiểu ra, những gì nói với nghiêm lập rất có thể chỉ là giả vờ, mục đích đi đường vòng có lẽ vẫn là bảo vệ cặp phu thê kia, nhưng bà ta cũng cảm thấy khó hiểu, nếu vậy, người cần gì phải rông dài với nghiêm lập, lỡ như bên tử kim động đồng ý với điều kiện của người người sẽ ăn nói làm sao đây như hữu đạo cô cho rằng ta bằng lòng như vậy sao ta cũng muốn bản thân muốn làm gì thì làm nấy ta cũng muốn đơn giản thoải mái một chút có thể đơn giản ai lại muốn lá mặt lá trái với bọn hắn thế nhưng không còn cách nào khác thân ở đây thì phải tuân quy tắc trò chơi ở đây phá hỏng quy tắc của người ta thì sẽ không thể nào có chỗ đặt chân ở đây nữa những chuyện thế này ta không thể nào hoàn toàn vứt bọn hắn sang một bên bắt phu thê côn lâm thụ tử kim động cũng bỏ sức ta cũng cần tấm áo bảo vệ từ kim động này. Những lời này, quản phương nhi có thể lý giải, có điều vẫn không hiểu rõ, phu thê côn lâm thụ quan trọng vậy sao? Vì hai người bọn hắn, người cần thiết phải đứng giữa hai phái lớn phí công phí sức vậy à? Nghiêu hiểu đạo cười ha ha, mông xoái bọn họ có một gai khá hay, nhìn quân dễ được một tướng khó cầu. Quản phương nghi nhíu mày, tướng, chỉ dựa vào côn lâm thụ có thể làm ra những chuyện thế này, còn tự đánh giá quá mức bản thân, ta thật sự không nhận ra hắn có điểm nào có thể coi là tướng tài. Như hữu đạo hơi lắc đầu tướng, phân hai loại, một loại am hiểu bầy mưu nghĩ kế, một loại am hiểu lâm trận chém giết. Thiên hỏa vô cực thuật có thể được thiên hỏa giáo coi như bí thuật trí cao có thể đơn giản sau. Sau đời thứ ba của thiên hỏa giáo đã không ai luyện thành, côn lâm thụ này lại luyện thành, là nhân tài mấy trăm năm khó gặp, chỉ dựa vào thiên phú tu hành này là đã quá giỏi rồi, cô không mong chờ sao. Ta thì khá mong chờ đấy đã chủ động đưa tới cửa. Nếu ta bỏ lỡ, há chẳng phải có mắt không chồng à? Nội bộ thiên hỏa giáo níu lại, không muốn đối đãi tốt, sao lại không thuộc về ta chứ? Quản Phương nghi im lặng rồi trêu chọc, người đang tự coi mình là minh chủ à? Như hữu đạo đặt chén trà xuống, hai tay vỗ bắp đùi của mình, thở dài thở ngắn nói, hồng nương, bây giờ chúng ta không thiếu thế lực của bản thân, cũng không thiếu người làm việc, nhưng lại thiếu người thật sự có thể làm việc, những người có thể thực sự đối diện với nguy hiểm quá ít chương 1372, lĩnh tội 1. Tình hình càng lớn, chuyện quá nhiều, dựa vào sức một mình ta không thể nào ứng phó nổi. Nhìn phía trước, đường còn rất dài, chúng ta vẫn còn thiếu nhân tài, cô hiểu không? Mặc kệ là nhân tài như thế nào, chỉ cần hữu dụng, ta không ngại nhiều. Quản phương nghi, tâm tình của người ta hiểu, cho dù hắn là nhân tài, nhưng người dùng phương thức này gạt bọn hắn về tay, người không sợ phu thê bọn hắn oán hận người sao. Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn về phía bà ta, mang theo ý trêu đùa, hình như cô cũng bị ta lừa từ tề kinh về. Cô oán hận ta sao? Quản phương nghi sướng sờ, chợt thẹn quá hóa giận, khốn kiếp một tiếng, chát, chiếc quạt tròn đánh lên vai hắn, quay người bỏ đi, lười nói chuyện với người. Làn váy nhẹ nhàng lay động, quản phương nghi bước xuống bậc thang đi ra khỏi đình, trên mặt lại nở nụ cười, nhớ lại năm đó, chuyện cũ ở tề kinh, từ lúc đi cùng với nhau cho tới giờ, trong sóng gió tuy có nguy hiểm, nhưng cuộc sống nhàm chán ở tề kinh chẳng thể nào có thể so sánh được, rất có mùi vị riêng. Bà ta quay đầu lại thoáng nhìn một cái, nam nhân trong đình đang ngồi im chậm rãi uống trà, tuy im lặng nhưng lại có thần thái khó che giấu được, phía trước hình như vẫn còn sóng gió ầm ầm đang chờ đợi. Lớp lớp non sông, đồi núi trùng điệp, tiền phục thành khống chế một con phi cầm cỡ lớn đáp xuống một dãy núi nhìn tòa kiến trúc trong núi non trùng điệp phía xa, ở đấy chính là cứ địa của thiên hỏa giáo. Hiện tại tiền phục thành đang có chút cảm giác sợ hãi khi trở về quê hương, đến rồi, chỉ dám đứng ở xa nhìn, chỉ hoãn không dám quay về. Thực ra trên đường đi ông ta cũng đã dừng lại nhiều lần, đã trễ nãi không biết bao nhiêu thời gian. Vẫn câu nói đó, không dám trở về, xảy ra chuyện như vậy, không dám đối mặt, trong lòng vô cùng ảo não. Chuyện của côn lâm thụ, ông ta cũng chẳng biết phải bàn giao như thế nào, thật sự không cách nào bàn giao được. Có trưởng quỷ của thiên hạ tiền trang làm trung gian, ông ta lập tức bị kìm chặt, không thể nào xoay người, khiến ông ta chẳng còn đường nào để rào biện xảy ra chuyện như vậy thân là trưởng lão thiên hỏa giáo ông ta hiểu quá rõ sau khi trở về sẽ có hậu quả gì chờ đợi ông ta ông ta sợ hãi ông ta cũng muốn bỏ đi cứ trốn đi cho rồi nhưng sau khi cân nhắc ông ta quyết định từ bỏ lợi và hại giữa trốn với không trốn quá rõ ràng không trốn cùng lắm chỉ mất đi tất cả những gì đang có xuống dốc trong tông môn nhưng không đến mức gặp phải nguy hiểm gì khác cơ bản ăn dùng ít nhất sẽ không phải lo khi gặp được thời cơ thích hợp vẫn còn có cơ hội tái khởi, dù sao bên dưới ông ta vẫn có một nhóm người của riêng mình. Nhưng nếu một khi ông ta chạy trốn, tính chất của sự việc sẽ hoàn toàn khác, chắc chắn tông môn sẽ truy sát ông ta đến cùng, quãng đời còn lại của ông ta chắc chắn sẽ rơi vào lo âu thấp thỏm mãi mãi, những đệ tử trong hệ của ông ta cũng sẽ phân rõ giới hạn với ông ta, chờ mặt thành thù, đủ các hậu quả khiến ông ta không thể nào tưởng tượng nổi. Chính vào lúc ông ta còn đang lo được lo mất, một con phi cầm tuần tra cỡ lớn lướt tới có hai người từ trên nhảy xuống điều tra, cũng vì phát hiện ở đây có người đáp xuống. Người tới là đệ tử thiên hỏa giáo, nhìn thấy ông ta, hai đệ tử vội vàng hành lễ, gặp qua tiền trưởng lão. Tiền Phục Thành nở nụ cười khá gượng ép, hít sâu một hơi, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, cuối cùng vẫn một lần nữa đứng dậy đi về phía tông môn. Nơi ở của trưởng môn ở phía sau chính điện thiên hỏa giáo, một phong thư đưa đến, chính là thư nghiêu hữu đạo cho người gửi đi, vì trên đường đi tiền Phục Thành do dự, nên thư gửi đi sau mà lại đến trước tiền phục thành. Trong thư nói chuyện của Côn Lâm thụ không nên bàn với Tử Kim động, Tử Kim động sẽ là sư tử há miệng lớn, quyền chủ động trong tay Nưu Hữu đạo, nếu muốn tránh tổn thất, có thể tìm Nưu Hữu đạo đàm phán, Nưu Hữu đạo sẽ không đưa ra điều kiện gì. Thư này, không rõ người gửi thư là ai, là ai bảo người gửi thư tới, cũng không hiểu ý tứ trong thư là gì, nhưng trưởng môn văn Vũ Yên đã phát giác được đám tiền phục thành đi Tử Kim động chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ông ta cấp tốc triệu tập chư vị trưởng lão tới, thư thay phiên truyền tay tất cả mọi người để mọi người xem qua. Cả đám đang bàn bạc chuyện này thì bên ngoài chợt có đệ tử đến báo tiền trưởng lão trở về. Tiền phục thành thân là trưởng lão, về cũng về rồi, hoàn toàn có tư cách vào thẳng trong này, sao còn cho người thông báo làm gì? Thư, kết hợp với hành động dị thường của Tiền phục thành, cả đám cảm thấy không ổn, đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn. Văn Vũ Hiên ừ một tiếng, ra hiệu cho người vào. Sau khi đệ tử ra ngoài thông báo, bóng dáng tiền phục thành chậm rãi xuất hiện ngoài cửa, rõ ràng lúc đi vào hơi bất an, đâu còn thần thái của trưởng lão thiên hỏa giáo, trông có vẻ hồn bay phách lạc, vô cùng ảm đạm. Đợi ông ta đi đến đứng vững trước mặt mọi người, Văn Vũ Yên mới trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Côn lâm thụ đâu, tiền phục thành ảm đạm cúi đầu nói, ta có tội, ta phạm phải sai lầm lớn, xin trưởng môn trách phạt. Dứt lời, liền quỳ xuống trước mặt bức tượng tổ sư ra. Cả đám giật mình, hai mặt nhìn nhau, mặt văn vô yên đen lại, trầm giọng nói ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì. Sau khi đến tử kim động, côn lâm thụ nóng lòng khiêu chiến nghiêu hữu đạo, là ta hồ đồ rồi. Tiền phục thành quỳ gối trước mặt mọi người, kể lại kỹ càng tiền căn hậu quả sau khi đến tử kim động, không dám giấu giếm gì. Nếu đã quyết định trở về đối mặt, vậy thì không cần phải giấu giếm gì, cũng không thể nào giấu được. Côn lâm thụ đã rơi vào tay tử kim động, sao có thể che giấu, chỉ cần cho người đi hỏi tình hình thì sẽ biết rõ ràng ngay, không cách nào giấu giếm được. Sau khi nghe ông ta kể lại xong, cả đám hít sâu một hơi, ai nấy nằm mơ cũng không thể ngờ, tiền phục thành có thể làm ra chuyện hồ đồ đến mức này. Đừng nói bọn hắn, bản thân tiền phục thành cũng không tin trước đó mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cho dù là bản thân nghiêu hữu đạo, ngay từ đầu cũng không thể ngờ, không ngờ thiên hỏa giáo sẽ để côn lâm thụ chạy tới khiêu chiến, chuyện xảy ra và kết quả đều là sau khi Ngưu Hữu Đạo từng bước từng bước thăm dò được manh mối của bên này và thúc đẩy mà thành, nên mới khiến cho sự tình phát triển đến mức độ này. Tiền sư đệ, người hồ đồ quá, Ngưu Hữu Đạo không chịu tỉ thí thì thôi đi, sao ngươi lại đồng ý với điều kiện này? Tiền sư đệ, có phải ngươi điên rồi không? Điều kiện hà khắc như vậy chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới hậu quả sao? Ngươi không biết Côn Lâm Thụ có mang trên mình bí thuật trí cao của Thiên Hỏa giáo à? Ngươi, ta thật sự là không biết nên nói gì với ngươi nữa, ngươi nói ngươi đồng ý cũng đồng ý rồi, vì sao còn đồng ý để người của thiên hạ tiền trang làm trung gian, ngươi làm như vậy là chẳng còn đường mà hối hận nữa, thiên hỏa giáo ta sẽ rất bị động. Cả đám trưởng lão cực kỳ đau lòng, lần lượt lên án tiền phục thành. Tiền phục thành bị mắng mà không dám rên một tiếng, trong lòng cũng ai oán, lúc trước cả đám người này cứ nhất định bắt ông ta đi, bây giờ xảy ra chuyện đều trở thành một mình ông ta không đúng. Đương nhiên, lúc này, chuyện đã rồi, quyền xử trí ông ta nằm trong tay những người này, không dễ đắc tội, không biện giải còn hơn biện giải, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi. Tất cả im miệng cho ta, Văn Vũ Yên đột nhiên gầm lên, âm thanh chấn động đại điện. Văn Vũ Yên không nhìn tiền phục thành đang quỷ gối phía trước mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, vất tay chỉ một vòng các ngươi. Lỗi của mình hắn sao? Lúc đầu ta đã không cho phép, là ai ở đây mồm năm miệng mười nói giúp? Chút tâm tư trong lòng mình các ngươi còn không rõ sao? chương 1373, tham dự đàm phán. Thân là trưởng môn gian dạy tất cả trưởng lão, đặc biệt là chỉ thẳng vào tâm tư của tất cả mọi người, đây là chuyện rất hiếm thấy, từ đó có thể hiểu trong lòng ông ta phẫn nộ chừng nào. Trong điện lập tức yên tĩnh, ai nấy không dám lên tiếng, cũng thật sự không đào đâu ra lý lẽ để nói. Văn Vũ Yên đưa tay cầm lá thư, đập thẳng lên mặt tiền phục thành đang quỳ, người giải thích đi, cái này là thế nào? Tiền phục thành nhặt bức thư trên đất lên đọc qua nội dung, ngẩng đầu hỏi, trưởng môn, thư này là ai đưa tới, nhiều hữu đạo sao? Văn Vũ Yên, nếu biết ta còn cần phải hỏi ngươi sao? Tiền Phục Thành, việc này có lẽ liên quan đến bên tử Kim Động, ta không biết chuyện đưa tin, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không thể nói rõ. Nói cũng như không nói, nói nhảm, Văn Vũ Yên giận dữ mắng, mắt số xuống, nhìn chằm chằm ông ta còn đang quỳ, tự ngươi nói đi, tông môn nên xử trí ngươi như thế nào? Thái độ của Tiền Phục Thành không tệ, tùy tông môn xử phạt, ta cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Ông ta biết không thể nào tránh thoát được, những chuyện này dù ai nói giúp ông ta cũng vô ích. Văn Vũ Yên cũng không khách khí, bắt đầu từ bây giờ, cắt vị trí trưởng lão, biếm thành đệ tử Tuần Sơn. Đã cắt chức là cắt đến cùng, tiền phục thành đã nhận, cũng không có ai nói giúp ông ta, mấu chốt là chuyện này quá lớn, ngay cả bản thân tiền phục thành cũng đã nhận tội, không cách gì giúp được. Chuyện tới bây giờ, xử trí tiền phục thành đã trở thành thứ yếu, chuyện xảy ra rồi nên giải quyết như thế nào mới là quan trọng nhất, không thể dễ dàng để côn lâm thụ rơi vào tay tử kim động và coi như không có chuyện gì xảy ra được. Cả đám người chính thức bàn luận một phen, sau đó mau chóng điều phối nhân thủ, quyết định lập tức chạy tới tử kim động giải quyết việc này. Bọn hắn cũng thực sự lo lắng chuyện càng kéo dài côn lâm thụ sẽ không giữ được miệng mình, tiết lộ thiên hỏa vô cực thuật. Những chuyện thế này, người bình thường không thể đi được, trưởng môn văn vũ yên đích thân xuất mã dẫn theo người của mình chạy ngay tới tử kim động. Tiền Phục Thành có thể nói là bôn ba qua lại, lại phải đi cùng đến Tử Kim Động một chuyến. Chẳng còn cách nào khác, chuyện xảy ra và tình hình hiện trường chỉ ông ta là người hiểu rõ nhất, bên này nhất định phải có người nắm rõ mọi chuyện đi cùng, không phải để Tử Kim Động nói thế nào chính là thế ấy được. Trong môn mặc dù Tiền Phục Thành đã bị cắt chức hoàn toàn, nhưng trong chuyến đi lần này ngoài mặt vẫn không lộ ra điều gì, trước khi chuyện được giải quyết không thể để cho Tử Kim Động chế diễu, trang phục và mặc sức trưởng lão của Tiền Phục Thành tạm thời không có gì thay đổi mấy con phi cầm cỡ lớn chỗ người cùng bay lên bầu trời. Người của thiên hỏa giáo đến rất nhanh, điều này sớm nằm trong dữ liệu của tử kim động và cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Không sợ bọn hắn đến, chỉ sợ bọn hắn không coi côn lâm thụ ra gì, bên này vẫn đang chờ bọn hắn đến đây. Người vừa đến, tử kim động lập tức phái người đến Mao Lưu Biệt Viện mời Nhiêu Hữu Đạo sang. Tử kim động đồng ý với điều kiện của Nhiêu Hữu Đạo, chỉ cần giao con tin cho tử kim động xử lý, đồng ý cho hắn hai phần lợi ích cũng đồng ý để hắn tham gia chứng kiến đàm phán, tránh khiến thằng này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vừa nhận được tin, Nhiêu Hữu Đạo cũng lập tức gọi quản phương nghi tới, bí mật căn dặn một lượt, dạy bà ta tiếp theo nên phối hợp như thế nào. Đã dặn dò rõ ràng xong, Nhiêu Hữu Đạo rời đi, quản phương nghi đưa mắt nhìn vào trong sướng sờ một lúc, sau đó tự lầm bầm nói, tuổi còn quá trẻ, sao lại học được mấy chiêu cáo giả này chứ? Lúc này bà ta mới hiểu rõ những bố trí trước đó của Nhiêu Hữu Đạo là có ý gì. Nơi ngủ lại của nhóm người thiên hỏa giáo chính là nơi dùng để chiêu đãi khách quý, dù sao trưởng môn của thiên hỏa giáo cũng đích thân tới đây. Bên ngoài đình viện, nghiêm lập đi qua đi lại, ông ta đã ở đây từ sớm chờ Nghiêu Hữu Đạo tới, vừa thấy Nghiêu Hữu Đạo xuất hiện, ông ta lập tức chạy tới đón, người lề mề cái gì vậy, sao bây giờ mới tới? Nghiêu Hữu Đạo, gấp cái gì? Nghiêm lập, Phan Vũ Yên vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề, vì chờ ngươi tới nên trưởng môn sư huynh vẫn còn đang phải dây dưa kéo dài thời gian kia. Nghiêu hữu đạo, giờ không phải đã tới rồi sao? Đi thôi, hắn vừa cất bước, nghiêm lập đã chụp lấy tay hắn, chỉ chỉ sau lưng hắn, người đâu? Nghiêu hữu đạo kỳ quái, người, người nào? Nghiêm lập lập tức kinh ngạc nói, ta nói này như trưởng lão. Người đừng có đùa với ta nữa được không hả? Người giả vờ hồ đồ cái gì? Phu thê côn lâm thụ, bọn hắn đâu? Vụ đàm phán này cũng đã bắt đầu, sao người còn chưa dẫn người tới? Đã nói rõ là giao người cho tông môn xử trí, không phải ngươi lại định dở trò đấy chứ. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện đã đồng ý xong rồi thì không cho phép ngươi được lấp liếm nữa, cho dù ngươi có bẩm báo với bên trung sư bá cũng vô ích thôi. Nghiêu Hữu đạo, dở trò cái quái gì, ta nói ông bị làm sao vậy, sao cứ phải suy nghĩ lệch lạc về người khác thế. Đàm phán còn chưa xong, ta dẫn người tới làm cái gì, lỡ như bên thiên hỏa giáo nhìn thấy người liền đột nhiên hạ độc thủ thì làm sao. Hóa ra là lo lắng điều này, nghiêm lập lập tức hồ lên nói, người nghĩ hơi nhiều rồi đấy, đây là đâu, đây không phải thiên hỏa giáo, đây là từ kim động, bọn hắn còn chưa đến mức vì tiện dương oai ở đây. Nghiêu hiểu đạo, chuyện gì cẩn thận một chút cũng không thừa. Ông yên tâm, ta nói lời giữ lời, đã nói rõ một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta có muốn lấp liếm cũng chẳng cách nào lấp liếm được, và cũng sẽ không lấp liếm, ngược lại ta còn đang lo các người sẽ quyệt nợ đây. Hai người vừa tranh luận vừa đi vào trong đình viện, trong đình viện, trong hành lang, hai bên hành lang dài xếp hai hàng ghế có tay vịn, ở giữa là lối đi nhỏ, người của thiên hỏa giáo và tử kim động chia ngồi hai bên đối mặt nhau. Thái độ của người tử kim động không tệ lắm, gương mặt trưởng môn cung lâm sách luôn mỉm cười, tường thuật lại chuyện xảy ra lúc đó cho đối phương. Gương mặt của từng người bên thiên hỏa giáo không hề đổi sắc, bọn họ không có hứng thú dài dòng với cung lâm sách, chẳng qua chỉ ngồi nghe một chút thôi. Nghiêu hữu đạo vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn sự ý của bọn hắn, lần lượt nghiêng đầu nhìn sang. Trong cao tầng của thiên hỏa giáo số người biết nghiêu hữu đạo không ít, Phan Vũ Yên cũng đã từng gặp, lúc ra khỏi bí cảnh thiên đô, ở thiên cốc đáng chú ý như vậy, muốn coi nhẹ cũng khó. Cho dù trong lòng đã nắm chắc những chuyện xảy ra, nhưng nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo, bọn hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin, Nghiêu Hữu Đạo có thể đánh bại Côn Lâm Thụ đã luyện thành thiên hỏa vô cực thuật. Điều càng khiến bọn hắn ghé mắt nhìn chính là phục sức trưởng lão tử kim động của Nghiêu Hữu Đạo. Chuyện Nghiêu Hữu Đạo thành trưởng lão tử kim động bọn hắn cũng biết nhưng vẫn không kìm được nhìn hắn thêm vài lần. Nưu Hữu Đạo đi tới ngồi trên ghế dài của bên Tử Kim Động, hắn có tư cách ngồi ngang hàng với các trưởng lão Tử Kim Động, có điều sau khi ngồi cùng hàng với đám trưởng lão thì càng làm nổi bật sự trẻ tuổi của hắn, cũng càng gây sự chú ý hơn. Nưu Hữu Đạo cũng chú ý thấy bên Thiên Hỏa giáo đang đánh giá mình nên vô thức nhìn nhìn lại bản thân, đưa tay đẩy đẩy lại trang sức chứng minh thân phận trưởng lão Tử Kim Động của mình treo trên đai lưng, chỉnh lại ngay ngắn cho người đối diện thấy. Thế này là đắc ý hay khoe khoang, người bên Tử Kim Động cũng chú ý đến hành động của hắn gương mặt căng ra, có người còn thầm mắng không biết xấu hổ. Nhiêm lập đi vòng ngoài hành lang, đến sau lưng cung lâm sách, cách tay vịn của ghế thì thầm bên tai cung lâm sách, giải thích nguyên nhân nghiêu hữu đạo không dẫn người tới. Cung lâm sách khẽ vuốt cằm, bày tỏ đã rõ, sau đó tiếp tục dài dòng với đối phương. chương 1374, Công Phu Sư Tử Ngoạm một Nhiêm lập đi ngược về trong hành lang ngồi xuống cạnh nghiêu hữu đạo, thấy hắn an Phật, ông ta cũng yên lòng. Mấy lời rông dài bị cắt ngang giữa chừng giờ lại khởi động lại, Văn Vũ Yên dường như đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp, lên tiếng nói cung huynh, chuyện đã xảy ra ta cũng có nghe nói, cũng không nhọc cung huynh phải tiếp tục lãng phí nước bọt. Nếu chúng ta đã tới rồi thì cũng tức là đã bồi lễ xin lỗi rồi, vẫn mong cung huynh nể mặt ta, để ta đưa người về. Hai, cung lâm sách buông tiếng thở dài, Vũ Văn Huynh, đương nhiên ta sẵn sàng nể mặt huynh, nhưng huynh cũng không thể để ta mất mặt quá đúng không nào đệ tử thiên hỏa giáo của các huynh hình như hơi quá đáng chỉ là một đệ tử nhỏ bé bên dưới mà dám chạy tới tông môn tử kim động khiêu chiến trưởng lão tử kim động ta thắng tử kim động ta mất hết thể diện thua hắn chẳng có chuyện gì trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy nếu ta dễ dàng bỏ qua thì bảo sau này ta ăn nói với đệ tử từ trên xuống dưới của ta như thế nào đây vấn đề này khiến văn vũ yên rất tức giận lúc đầu ông ta đã không đồng ý cho côn lâm thụ đi khiêu chiến cả đám trưởng lão cùng nhau cam đoan với ông ta Nghiêu Hiếu Đạo chấp nhận lời khiêu chiến thì thôi, nếu không chấp nhận cũng sẽ không gây chuyện, kết quả lời cam đoan kia chỉ như đánh rắm, vẫn gây ra chuyện rồi. Chuyện này là thiên hỏa giáo vô lý trước, không thể đem lý lẽ ra nói được. Thực lực thiên hỏa giáo chưa mạnh đến mức có thể không nói lý với tử kim động, nhất là còn có cả trưởng quỹ của thiên hạ tiền trang làm người trung gian. Văn Vũ Hiên, ta hết lời ngon ngọt, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của cung huynh có vẻ không có ý định tốt đẹp rồi, nếu đã vậy, vòng vo mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, muốn thế nào cứ nói rõ ràng đi. Cung lâm sách khoát tay, Vũ Văn Huynh nói quá lời rồi, việc này không phải chúng ta không có ý định tốt đẹp, mà là do đệ tử thiên hỏa giáo huynh không có ý định tốt đẹp. Đổi lại nếu như người của tử kim động ta tới thiên hỏa giáo huynh gây chuyện như vậy, các người sẽ dễ dàng buông tha cho loại người này sao? Văn Vũ Yên, việc này chúng ta không có lý, nhưng giết người chẳng qua là đầu chạm đất, giữa các phái lớn chuyện bắt đệ tử của đối phương làm nô lệ đây là lần đầu ta gặp đấy, như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Cung Lâm Sách, Vũ Văn Huynh, lời này không hề sai, phu thê Côn Lâm Thụ vẫn là đệ tử Thiên Hỏa giáo, từ kim động ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện sỉ nhục đệ tử Thiên Hỏa giáo như vậy, ai dám làm vậy, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Vấn đề là, trước khi Côn Lâm Thụ khiêu chiến như trưởng lão chúng ta đã cam tâm tình nguyện đặt cược, một khi khiêu chiến thất bại, có nghĩa là phu thê bọn hắn sẽ chủ động rời khỏi Thiên Hỏa giáo không còn là đệ tử của Thiên Hỏa giáo nữa mà sẽ là nô bộc của Ngưu trưởng lão. Nếu chỉ mình Côn Lâm Thụ làm vậy, ta cũng chỉ coi như hắn không hiểu chuyện làm càn, cũng chẳng tính toán gì, nhưng việc này là do đích thân tiền trưởng lão của Thiên Hỏa giáo các người đại diện Thiên Hỏa giáo đảm bảo đặt cược, chẳng lẽ trưởng lão Thiên Hỏa giáo các người ra ngoài thay mặt Thiên Hỏa giáo làm việc còn có thể là giả sao? Hơn nữa chuyện này có người của Thiên hạt Tiền Trang làm trung gian tận mắt làm chứng, bây giờ phu thê Côn Lâm Thụ đã không còn là đệ tử Thiên Hỏa giáo nói từ kim động ta nhốt đệ tử thiên hỏa giáo thì hơi quá đáng rồi. Đương nhiên, nếu như Vũ Văn Huynh cảm thấy người trung gian bên thiên hạ tiền trang có vấn đề gì, Vũ Văn Huynh có thể bẩm báo với phiếu miếu các, mời phiếu miếu các ra mặt điều tra nghiêm khắc việc này để chủ trì công đạo. Với năng lực của phiếu miếu các, muốn làm rõ việc này không khó khăn gì, chắc chắn có thể giải đáp nghi hoặc cho Vũ Văn Huynh. Văn Vũ Hiên nói cả đống đạo lý cũng chẳng ý nghĩa gì. Các người có ý đồ gì trong lòng các người biết rõ. Ta nói rồi, muốn gì thì cứ nói cho rõ ra, không cần phải quanh co dài dòng nữa. Nói cho nhanh gọn đi, rốt cuộc cung huynh muốn như thế nào mới bằng lòng để ta dẫn người rời đi. Không phải ông ta không giữ được bình tĩnh mà là sau khi nhìn thấy lời nói và hành động của tử kim động, ông ta biết rõ lần này tử kim động đã hạ quyết tâm cắn một cái, dự định giải quyết dựa vào mặt mũi trước đó đã không thể nào trông cậy được nữa, cứ phí lời nói vòng vèo mãi thật sự cũng chẳng ý nghĩa gì. Giờ cái cần phải đối mặt là làm thế nào để giải quyết được vấn đề với tổn thất thấp nhất. Có điều Văn Vũ Yên nói thẳng ra như vậy lại khiến cho cung lâm sách không tiện ăn khó coi quá, nắm lấy điểm yếu của người ta nhân cơ hội uy hiếp cũng cần có một tấm màn che, ngay giờ phút này ông ta cũng không tiện nói thẳng giá. Nói dễ nghe một chút, muốn kiếm một khoản của người ta thì cũng phải chiếm được lý lẽ, nếu không thiên hỏa giáo cũng không phải người chết, người có thể cố tình gây sự, rồi sau này bọn hắn cũng có thể làm như vậy với đệ tử tử kim động. Như trưởng lão, người là người trong cuộc, những gì Văn Vũ trưởng muốn nói, người có ý kiến gì không? Cung Lâm Sách đột nhiên ném vấn đề này cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo muốn hai phần, ông ta đoán Ngưu Hữu Đạo muốn tăng giá càng cao càng tốt. Nói trắng ra là, ông ta hy vọng Ngưu Hữu Đạo là người thực hiện công phu sư tử ngoạc, cho Ngưu Hữu Đạo gánh bớt khó xử, sau đó ông ta sẽ ra mặt điều hòa và thu lợi. Ngưu Hữu Đạo khá bất ngờ, hắn đã chuẩn bị chỉ an phận dự thính, chuẩn bị không rên tiếng nào, không ngờ Cung Lâm Sách lại chĩa mũi vào hắn. Hắn không ngu, há không hiểu rõ ý đồ Cung Lâm Sách. Hắn chẳng thèm làm người ác này, chọc cho Thiên Hỏa giáo tức giận rồi thì sau này sẽ phát tiết hết lên người hắn, tiếng xấu này cứ để Tử Kim Động gánh vẫn hợp lý hơn. Lần này hắn tới là muốn thoát khỏi liên quan, tức là muốn thoát khỏi liên quan với Tử Kim Động, cũng muốn thoát khỏi liên quan với Thiên Hỏa giáo, muốn mượn thế của Tử Kim Động đạt được mục đích của mình, còn muốn không để phiền phức quấn thân, hắn đã dự định rất lâu về chuyện này. Cho nên hắn căn bản không muốn dính vào chuyện này, cũng rất có lý, đứng lên, cung kính chắp tay nói với Cung Lâm Sách: ta không có suy nghĩ gì hết, tất cả đều nghe theo định đoạt của trưởng môn. Lời này nghe có vẻ đơn giản bình thường, thực ra lại vô cùng kín kẽ, cũng khiến cung lâm sách không còn cách nào khác, cũng khiến người bên tử kim động nghe mà thoải mái trong lòng, chỉ ít khiến đám nghiêm lập cho rằng, lần này như hữu đạo hắn đã nghiêm túc tuân thủ lời hứa, thật sự giao cặp phu thê kia cho tông môn toàn quyền xử trí. Đối với cuộc đàm phán không phải đàm phán này, như hữu đạo căn bản chẳng thèm để tâm, vì hắn hiểu rất rõ, chắc chắn từ kim động sẽ giành quyền xử trí hai phu thế kia, sẽ không đòi hỏi bên thiên hỏa giáo một khoản nhỏ mà chắc chắn sẽ tung công phu sư tử ngoạc. Còn thiên hỏa giáo cũng không phải dạng hiền, hai bên sẽ rất khó đàm phán thành công, thiên hỏa giáo tất nhiên sẽ muốn thử một loại khả năng khác, loại khả năng đó hắn đã nhắc nhở thiên hỏa giáo rồi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, như hữu đạo hắn đã chuẩn bị xong. Giờ hắn chỉ chờ ở đây, chờ sự việc tiếp diễn ra ngoài đàm phán để giải quyết. Còn bây giờ, Hắn sẽ không để lộ bất kỳ manh mối nào, sẽ không làm Thiên Hỏa giáo nghi ngờ, cũng sẽ không chọc từ kim động nổi giận. Cho nên vụ đàm phán này, với hắn mà nói chỉ là mấy lời nói nhảm, cứ nghe và xem là được. Đương nhiên, đích thân tới đây cũng chỉ để đề phòng sự việc vượt khỏi kế hoạch của hắn, một khi xảy ra tình huống bất ngờ, hắn phải nghĩ cách để thay đổi, khiến tình thế một lần nữa trở lại quỹ đạo mà hắn đã vạch ra. Với thái độ này của Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng Nghiêm Lập cũng yên tâm rồi, ông ta vốn còn sợ Ngưu Hữu Đạo dở trò chương 1375, Công Phu Sư Tử Ngoạp 2. Văn Vũ Hiên liếc xéo Nghiêu Hữu Đạo, trong lòng nghĩ về tình hình trên bức thư, trước đó còn nghi ngờ liên quan đến Nghiêu Hữu Đạo, nhưng lại không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh có liên quan đến Nghiêu Hữu Đạo, đặc biệt là nhìn tình huống trước mắt, hình như việc này không phải do Nghiêu Hữu Đạo quyết định. Cung lâm sách hơi bực mình, thằng nhãi này bình thường ngang ngược kêu la sao giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, không biết có phải giả vờ cho người ngoài xem không hay là như thế nào, ông ta cũng chẳng thể chỉ trích được gì, người ta nói lời giữ lời giao toàn quyền cho tông môn xử lý, ông ta còn có thể nói gì? Ông ta chỉ có thể khẽ gật đầu, thế là Nghiêu Hiếu đạo lại ngồi xuống, ra dáng nghiêm túc sự thính. Cung huynh, xem ra cái giá này vẫn phải do huynh tự đưa ra rồi. Văn Vũ Hiền cười lạnh một tiếng, ông ta cũng không phải kẻ hồ đồ, nói thẳng, đừng vòng vo nữa, vòng vo ta không hiểu được mà huynh cũng phiền phức. Muốn bao nhiêu hoặc muốn cái gì cứ nói thẳng ta nghe đi. Ông ta đang đe dọa để ép cung lâm sách, cũng là đang đe dọa tử kim động chắc chắn vào, chỉ cần chắc chắn rồi. Thiên hỏa giáo ông ta sớm muộn gì cũng trả đũa lại, người của tử kim động sẽ không thể trốn mãi ở đây không bước ra, chắc chắn sẽ có người phải đi lại bên ngoài. Tử kim động có thể làm mùng một thì thiên hỏa giáo ông ta cũng có thể làm ngày rằm. Cung lâm sách cũng không ngu đến mức dính vào đấy, ông ta trầm giọng nói, Vũ Văn Huynh nói vậy cũng không đúng rồi, thế nào gọi là ra giá. Nếu Huynh cứ nhất định phải bàn giá cả, vậy ta muốn hỏi Huynh, thể diện của tử kim động đáng giá bao nhiêu, thể diện của thiên hỏa giáo đáng giá bao nhiêu. Nếu huynh cứ nói như vậy thì chẳng còn gì để bàn cả, cá cược là do hai bên cam tâm tình nguyện ký kết, có người của thiên hạ tiền trang làm chứng, chịu cực chịu thua, chúng ta cứ chấp hành theo điều ước là được, tránh lại cứ phải tranh chấp tổn thương hòa khí. Bên cung lâm sách cứ cắn chặt vấn đề vì thể diện, là đệ tử thiên hỏa giáo cố ý chạy tới gây sự, bên ông ta phạt nhẹ gian mạnh là chuyện nên làm hành vi đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ của đối phương khiến văn vũ yên rất tức giận nhưng vẫn câu nói đó người ta chiếm cái lý người đang đi cầu người ta văn vũ yên không thể nuốt cơn giận này xuống vậy đổi lại cách nói khác làm thế nào tử kim động mới thả người cung lâm sách thả người không khó khó khăn là không thể dễ dàng thả người tử kim động không thể để mặc người ta tùy tiện đến gây sự gây sự xong lại dễ dàng rời đi cho dù là ở môn phái nào thì cũng chẳng có đạo lý như vậy tùy tiện thả người ta cũng không cách nào ăn nói với người dưới dù sao cũng phải cho mọi người từ trên xuống dưới một công đạo chứ đúng không nào văn vũ yên muốn công đạo gì như hữu đạo ngồi dự thính nghe mà cười thầm vòng tới vòng lui cũng đã quay trở về chẳng qua chỉ vì một cách nói thôi mà cứ không ngừng lòng vòng cung lâm sách chịu nhận lỗi văn vũ yên ta đã đến nhận lỗi rồi vẫn chưa đủ sao cung lâm sách chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy vũ văn huynh cảm thấy ta có thể ăn nói với trên dưới bản phái không Văn Vũ Yên, xem ra còn cần một vài thứ có tính thực chất. Cung lâm sách, chẳng lẽ Vũ Văn Huynh cảm thấy không nên sao? Văn Vũ Yên, cần phải xin lỗi cái gì thì mới có thể để ta dẫn người đi. Đã nói đến mức độ này rồi, cung lâm sách cũng không khách khí nữa, hai phái ta và Huynh có thể đi đến hôm nay đều không dễ dàng gì, thể diện môn phái vô giá, mặc dù vô giá, ta cũng sẽ không làm Vũ Văn Huynh khó xử. Thế này đi, 30 vạn con chiến mã, ngoài ra còn thêm 300 triệu kim tệ. Lông mày như hữu đạo nhớn lên, cái giá khởi điểm này thực sự hơi cao quá, có điều cũng có thể lý giải được, ra giá, chắc chắn phải ra cao, hai bên mới có không gian để đàm phán. Lời vừa nói ra, bên thiên hỏa giáo phía đối diện có vài người đứng bật dậy, ai nấy đều giận tím mặt. Văn Vũ Yên không muốn khiến mọi chuyện căng thẳng, ra hiệu mọi người bình tĩnh ngồi xuống đã. Cung huynh, cái giá huynh đưa ra hơi quá đáng rồi đấy. Chuyện chiến mã huynh nên biết, cả tề quốc tổng cộng chỉ có tập 30 vạn con chiến mã, thế này là đã vượt qua phạm trù thiên hỏa giáo ta có thể định đoạt. Còn cả 300 triệu kim tệ, đây là giá trên trời, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho các người. Huynh nói không làm khó ta, đây mà bảo không làm khó ta cái gì chứ. Văn Vũ Yên nghiêm nghị chất vấn, cung lâm sách cũng không tức giận, hỏi lại, Vũ Văn Huynh cảm thấy thể diện của tử kim động ta đáng giá bao nhiêu, Huynh nói thử xem. Cho phép đối phương trả giá, Văn Vũ Yên chỉ bàn việc chính, đừng kéo thể diện gì đó vào, thiên hỏa giáo ta đến nhận lỗi là đã cho thể diện rồi. 30 vạn con chiến mã cùng 300 triệu kim tệ là chuyện không thể. Cùng lắm ta chỉ có thể đưa 1 ngàn vạn kim tệ. Vì chuyện này đền bù 1 ngàn vạn thiên hỏa giáo ta cũng đã mất hết mặt mũi rồi, cũng đủ nể mặt tử kim động huynh rồi. Nếu tử kim động huynh thật sự không chấp nhận, vậy giờ các người có thể giết phu thê côn lâm thụ đi, thiên hỏa giáo ta chấp nhận đấy. Giờ giết thẻ đánh bà côn lâm thụ này là chuyện không thể, còn về phần 1 ngàn vạn kim tệ, con số này cách yêu cầu tử kim động mong muốn quá xa kết quả không cần nghĩ cũng biết hai bên lập tức cãi dùm ben không phải cung lâm sách và văn vũ yên cãi mà những người khác của hai bên tranh chấp với nhau như hiếu đạo ngồi yên đó nhìn hai bên cãi qua cãi lại không rên một tiếng là kẻ im lặng nhất rõ ràng hắn cũng đã nhận ra ánh mắt văn vũ yên thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn cãi đến cuối cùng lần đàm phán này rõ ràng không thể tiếp tục đành phải tạm dừng người của thiên hỏa giáo tiếp tục ở lại cân nhắc cái thì cái, chuyện ăn uống chiêu đãi vẫn không thể thiếu được. Cung lâm sách cũng dẫn đám người từ kim động tạm thời rời khỏi đây. Ra khỏi nơi chiêu đãi khách quý, như hiếu đạo cũng rời đi, cung lâm sách gọi hắn lại, như sư đệ, cùng đến đại điện bàn bạc việc này đi. Như hiếu đạo nhún vai, xin miễn thôi, ta không có quyền tham gia quyết sách, hơn nữa, việc này đã giao cho tông môn xử lý, ta nói lời giữ lời, các ông từ từ nói chuyện, ta đi về trước, lúc nào đàm phán lại gọi ta một tiếng là được hắn chắp tay rời đi không muốn cuốn vào vụ đàm phán nhàm chán này chúng ta thì vất vả còn hắn cứ như người không có chuyện gì cuối cùng ngồi đợi chia lợi là được trưởng lão mạc linh tuyết có vẻ bất mãn buông một câu nghiêm lập buông tiếng thở dài mạc sư tỷ xem ra tỷ thật sự không hiểu rõ hắn một khi hắn nhúng tay e sự việc sẽ có biến đổi ta cảm thấy hắn có thể không tham gia vào chuyện này là việc rất tốt cả đám đưa mắt nhìn bóng lưng như hữu đạo rời đi không nói nhiều cùng nhau trở về đại điện nghị sự tông môn trao đổi. Nghiêu hữu đạo trở lại mau lư biệt viện, quản phương nghi đang chờ lập tức hỏi nghiêu hữu đạo đã bàn thế nào, nghiêu hữu đạo kể sơ lại, nói không cần để ý, một hai lần căn bản không thể nào bàn bạc ổn thỏa được, bên này cứ lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ có một chữ, chờ. Trạng vạng tối, tiếng tụng kinh của chúng tăng Nam Sơn tự vang lên, là thời khắc chim trở về tổ, văn vũ yên dẫn một nhóm người đi tới mau lư biệt viện. Đối mặt với công phu sư tử hoảng, không cắn được một miếng thật lớn sẽ không buông của tử kim động, thiên hỏa giáo không thể nghĩ được cách gì. Bức thư kia dù sao cũng đã để lại vết hằn trong lòng người thiên hỏa giáo, cuối cùng vẫn cảm thấy nên thăm dò thử, chuẩn bị xem thử tình hình hãng nói. Suy nghĩ đương nhiên sẽ không nói với tử kim động, chỉ nói là muốn xác định xem phu thê côn lâm thụ có còn ở đây không, có sống hay không, nếu người đã không còn, thiên hỏa giáo cũng không cần thiết phải bàn nữa. Trường 1376, chịu cực thì chấp nhận thuộc một. Đối mặt với yêu cầu này, tử kim động không thể nào từ chối, chỉ có thể để đối phương đi xác nhận thử con tin. Tịch dương đẹp vô cùng, tầng tầng lớp lớp trong khu rừng nhuộm màu hoàng hôn, rừng núi hoàn toàn tự nhiên là đẹp nhất. Nghiêm lập bước tới trước một bước, nói sơ tình hình như hữu đạo. Vừa kể xong tình hình, được như hữu đạo đồng ý, mấy người văn vũ yên cũng tới rồi, cùng lâm sách cũng dẫn theo một số người đi cùng. Nghiêm lập tới trước một bước đã dẫn theo một nhóm người của tử kim động tới, đều là cao thủ của tử kim động, đề phòng ký quanh Mao lư biệt viện, đề phòng thiên hỏa giáo bí quá làm liều. Côn lâm thụ này chính là tấm thẻ để đàm phán, trước khi chưa ăn được miếng thịt vào miệng, tử kim động sẽ không cho phép phế bỏ dễ dàng. Ngay lập tức, bầu không khí của cả Mao lư biệt viện hoàn toàn khác. Nhiều hữu đạo bước nhanh đến cổng đón khách, cung lâm sách liếc mắt khẽ gật đầu với nghiêm lập, biết đã đánh tiếng trước liền cười hỏi, như trưởng lão. Vũ văn trưởng môn bọn hắn muốn xác định thử phu thê côn lâm thụ có khỏe mạnh không, từ kim động chúng ta vẫn chưa đến mức không hiểu nhân tình như vậy cứ để bọn hắn xác nhận thử một chút đi nhưu hữu đạo có chỗ trần chờ nói phù thề côn lâm thụ làm gì có mặt mũi nào gặp thiên hỏa giáo không muốn gặp biết phải làm sao đây côn lâm sách lập tức nhìn sang nghiêm lập lẽ nào mình đã hiểu nhầm vẫn chưa đánh tiếng trước sao nghiêm lập sướng sờ đi tới bên cạnh nhưu hữu đạo giật giật tay áo nhưu hữu đạo có vẻ như đang hỏi người có ý gì vừa nãy không phải đã vui vẻ đồng ý rồi sao Văn Vũ Yên hờ hững nói, người đang ở trong tay ngươi, bọn họ có gặp hay không có lẽ do ngươi quyết định, có cho phép bọn họ không? Trong lúc nói vẫn cẩn thận quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, không còn cách nào khác, ai đưa thư đến thiên hỏa giáo căn bản vẫn chưa cách nào xác nhận được. Nếu xác định 100% là Ngưu Hữu Đạo làm, vậy thì không cần dài dòng nữa, nếu đã xác nhận Ngưu Hữu Đạo sẽ không đưa ra điều kiện gì, xác nhận Ngưu Hữu Đạo có thể giải quyết êm xuôi việc này, chắc chắn phải tìm thẳng Ngưu Hữu Đạo nói chuyện. Nhưng Nưu Hữu Đạo trước mặt lại có vẻ việc này không liên quan gì tới ta, tất cả đều giao cho Tử Kim động quyết định. Đến đây thăm dò cũng chỉ muốn xác nhận thử có phải Nưu Hữu Đạo lo lắng bên Tử Kim động không, cũng là muốn cho Nưu Hữu Đạo có một cơ hội tiếp xúc riêng với bên này, nếu thật sự có cách giải quyết, điều kiện lại phù hợp, Văn Vũ Yên ông ta không ngại phối hợp một chút. Nưu Hữu Đạo, cái này ấy à, con người ta không thích miễn cưỡng người khác. Nói xong nhìn về phía Cung Lâm Sách, rõ ràng đang trưng cầu ý kiến Cung Lâm Sách. Thái độ này khiến cung lâm sách thầm hài lòng, chỉ ít trông có vẻ trưởng môn ông ta cũng có chút sức nặng. Văn Vũ Yên cũng nghiêng đầu nhìn sang cung lâm sách đứng bên, có vẻ đang hỏi ý tứ. Cung lâm sách khẽ gật đầu với Nhiêu Hữu Đạo, cứ mang ra gặp đi. Nhiêu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu, trưởng môn, có thể nói chuyện riêng một câu không? Đang nhiều người nhìn vào như vậy, ngươi làm cái quái gì thế? Trong lòng cung lâm sách thầm nói, có điều vẫn nở nụ cười xin lỗi với Văn Vũ Yên, đi theo Nhiêu Hữu Đạo sang một bên chủ nhân không mời vào cả đám người đứng chờ ở cửa mau lư biệt việt đưa mắt nhìn hai người bước sang một bên quản phương nghi chờ ở cổng cũng tò mò không biết vị đạo gia này lại muốn làm cái gì viên cương đứng trên một góc mái hiên tường viện ánh mắt lạnh lùng quan sát tam hống đao đeo sau lưng hai người đi sang một bên bên trên không có tai mắt không sợ bị người ta nghe lén cung lâm sách nhíu mày thấp giọng nói người muốn làm gì nghiêu hữu đạo thấp giọng đáp ta chẳng muốn làm gì cả Việc này không phải do tông môn xử lý sao? Đưa người tới chỗ ta làm gì? Ta nói này trưởng môn, không phải tông môn định lợi ích thì mình lấy, còn tức giận của thiên hỏa giáo thì để ta gánh đấy chứ. Cung lâm sách vừa bực mình vừa buồn cười, ta hỏi ngươi đang nghĩ đi đâu vậy? Nghiêm lập không nói rõ với ngươi sao? Bọn hắn muốn gặp người một lần, muốn xác nhận lại con tin chứ không có ý gì khác. Ta nói ngươi biết, cái động tác lén lén lút lút này của ngươi bị thừa rồi, cẩn thận kẻo người ta lại thật sự chĩa mũi giáo lên người ngươi, nghiêu hữu đạo để bọn hắn gặp nhau lúc này có thích hợp không ta lo xảy ra chuyện cung lâm sách đang ở trong hang ổ của chúng ta nhiều người đề phòng như vậy sao có thể xảy ra chuyện được nghiêu hữu đạo nhìn đám người ở cổng lại thấp giọng nói chuyện đã rất rõ ràng chỉ cần đồng ý với điều kiện của chúng ta chúng ta sẽ thả người đi ngay chúng ta không thả người bọn hắn cũng có thể không đưa đồ cho chúng ta con tin có thể xảy ra vấn đề gì sao có đáng để cố ý chạy tới đây một chuyến không ông không cảm thấy việc này quá kỳ quái sao? Lỡ như vừa gặp mặt, phù thê côn lâm thụ nhận được ám thị gì từ bọn hắn rồi tự vẫn gì đó, chúng ta tốn sức làm cho gà bay trứng vỡ thế này chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Cung lâm sách liếc mắt nhìn hắn một cái, nghiêm lập nói lòng nghi ngờ của ngươi rất nặng, xem như hôm nay ta được thấy rồi đấy, có khoa trương như ngươi nói không? Chỉ gặp mặt, tùy tiện nói vài lời là có thể ám chỉ bọn hắn tự sát. Được rồi, cho dù là có khả năng này thì ngươi không biết đường hạ cấm chế lên người con tin trước à nhiều người nhìn như vậy có thể cho phép con tin muốn tự vẫn là tự vẫn sao như hữu đạo ta dẫn người ra ngoài các người có trắng trợn cướp đi luôn không cung lâm sách nghẹn lời một hồi mới giờ khóc giờ cười nói ngươi nghĩ gì thế muốn cưỡng đoạt mà còn cần chờ đến bây giờ sao ngươi cho tử kim động là nơi nào có thể cho phép người ta cướp đồ ra tay đánh nhau trong môn sao ngươi nghĩ môn quy là để trang trí à nào nào chỉ là hỏi thôi mà trưởng môn đừng để ý nữa. Như hữu đạo liên tục đổi giọng khoát tay, ho khan hai tiếng lại trần chờ nói, ý trưởng môn là cứ để bọn hắn gặp nhau như vậy à? Cung lâm sách chỉ cần ngươi khống chế người rồi thì gặp một lần cũng không vấn đề gì. Như hữu đạo thở dài, nếu trưởng môn cũng đã nói như vậy, ta chỉ có thể làm theo thôi. Có điều trưởng môn, ông đừng lừa ta đấy. Ngươi nói cho rõ ràng đi, ta lừa ngươi cái gì? Được được được, cứ làm vậy đi. Hai người quay lại cả đám người đang chờ ở cửa trong mắt đều lộ tia nghi ngờ nhìn hai người, cũng không biết hai người này đang mưu đổ bí mật cái gì. Chư vị, mời vào bên trong, như hữu đạo đưa tay mời vào, dẫn cả đám người tiến vào mau lưu biệt viện và nháy mắt ra hiệu với quản phương nghi, nói đi, cô đích thân đi dẫn người tới. Rõ, quản phương nghi hiểu ý gật đầu, xoay người đi, cả đám không thể kìm được nhìn quản phương nghi thêm mấy cái, đặc biệt là những người đến từ thiên hỏa giáo. Nhớ lại năm đó, vị này là hồng nương tề kinh xinh đẹp nổi danh thiên hạ, giờ lại trở thành nô bộ ngoan ngoãn nghe lời của Ngưu Hữu Đạo, cũng chẳng biết có phải đây là sở thích của Ngưu Hữu Đạo không, nếu không sao cứ đem chuyện làm nô bộc ra làm tiền đặt cược vậy. Quản Phương Nghi không biết suy nghĩ của đám người này, chỉ đi sâu vào trong nội trạch, tìm tới gian phòng giam lỏng Hỏa Phượng Hoàng, mở cửa bước vào. Hỏa Phượng Hoàng đang chìm trong chán nản khó kìm chế được giật mình, đột nhiên có người bước vào làm nàng ta ngạc nhiên đứng dậy. Nàng ta thấy là Quản Phương Nhi, là nữ nhân thì tâm trạng hơi ổn định lại, chậm rãi ngồi xuống, quay đầu nhìn sang một bên. Quản Phương Nghi đi đến trước mặt nàng ta, buông tiếng thở dài, xem ra đạo gia nói không sai, Thiên Hỏa giáo thật sự sẽ không dễ dàng từ bỏ Côn Lâm thụ. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía bà ta, ánh mắt vô cùng thắc mắc, như đang hỏi bà ta có ý gì. Chương 1377, chịu cực thì chấp nhận thua hai Quản Phương Nhi cười khổ nói, lần này đạo gia có thể giữ được côn lâm thụ hay không phải dựa vào vận khí của phu thê các ngươi. Hỏa Phượng Hoàng đứng lên, nghi vấn hỏi, người muốn nói cái gì? Hai tay Quản Phương Nhi đỡ lấy bả vai nàng ta, muội à, tình hình hơi bất ổn, người của thiên hỏa giáo đến rồi, hơn nữa còn là trưởng môn văn vũ yên đích thân dẫn người đến, mục đích đơn giản là đưa sư huynh muội đi. Còn muội, chắc hẳn đạo gia cũng đã nói với muội rồi, trong lòng muội cũng đã nắm rõ, thiên hỏa giáo không quan tâm đến sống chết của muội chỉ không muốn côn lâm thụ rơi vào tay người ngoài trưởng môn đích thân tới ngược hỏa phượng hoàng thở phồng phồng lập tức trở nên căng thẳng sắc mặt thay đổi quản phương nghi muội cũng không cần sợ hãi nơi này dù sao cũng là địa bàn tử kim động dù sao đạo gia cũng là trưởng lão tử kim động văn vũ yên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ ở đây bọn muội đã là người của đạo gia đạo gia cũng sẽ không dễ dàng để cho người ta đem phu thê bọn muội đi Đạo gia hiểu rất rõ, một khi Côn Lâm thủ bị đưa về, kết cục dù không chết thì cả đời này chắc chắn cũng sống không bằng chết, đời này xem như bị phế. Thế nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như Thiên Hỏa giáo, dù sao năng lực của đạo gia cũng có hạn, những việc có thể làm cũng có hạn, tự bọn muội cũng phải nghĩ cách. Sau khi phân tích dài dòng một phen, Hỏa Phượng Hoàng lấy hết dũng khí bước ra ngoài cùng bà ta. Đinh Đài thủy tạ của MLBT rất rộng rãi, người tụ tập ở đây cũng không ít, người của Thiên Hỏa giáo và tử Kim động đều ở đây dĩ nhiên không thể thiếu nước trà dâng lên. Đợi nửa ngày chưa gặp được người, Văn Vũ Yên luôn quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo hơi mất nhẫn nại, quăng ra một câu, dẫn một người ra mà sao phải lâu như vậy. Ngưu Hữu Đạo vừa muốn giải thích thì đúng lúc nhìn thấy người đến, chỉ chỉ người đến rồi. Quản Phương Nghi dẫn người đến khẽ gật đầu với Ngưu Hữu Đạo, khóe môi Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười mỉm. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy đám Văn Vũ Yên thật sự đã đến đây liền cắn đôi môi ngà không nói, quỳ xuống trước mặt đám Văn Vũ Yên, cái quỷ này vô cùng quyết tuyệt ngay cả quản phương nghi cũng rất bất ngờ nghiêu hữu đạo lộ ánh mắt thăm dò hỏi có ý gì quản phương nghi lắc đầu biểu thị mình cũng không biết nghiêu hữu đạo không rõ tình hình trong mắt liền lóe lên tia cảnh giác trong lòng nhanh chóng tính toán chuẩn bị ứng biến văn vũ yên hít sâu một hơi nói nhiếp phân thường chuyện xảy ra ta đã biết chuyện không liên quan đến ngươi ngươi chỉ bị côn lâm thụ làm liên lụy bản thân ngươi không có sai lầm gì đứng lên đi không cần hành đại lễ như vậy Hỏa phượng hoàng lặng lẽ lắc đầu, không đứng dậy. Nàng ta đã không đứng dậy, Văn Vũ Yên cũng không miễn cưỡng, hỏi sao chỉ có một mình ngươi đến, sư huynh ngươi đâu. Hỏa phượng hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng ông ta một chút, lại cúi đầu nói, sư huynh gây ra sai lầm lớn, không có mặt mũi đến gặp trưởng môn. Văn Vũ Yên đang định nói tiếp, như hiếu đạo đột nhiên chen ngang, nếu đã phạm sai lầm rồi thì phải dám đối mặt, có gì mà có mặt mũi với không mặt mũi. Ta nói thẳng nhé, Vũ Văn Trưởng môn đã đích thân tới tìm Tử Kim động đàm phán, chuẩn bị đưa các ngươi về, mặc kệ sau này như thế nào nhưng giờ vẫn nên gặp mặt một chút chứ. Trên thực tế hắn tạm thời không hề thông báo cho Côn Lâm Thụ, tạm thời không muốn để Côn Lâm Thụ lộ diện. Hỏa Phượng Hoàng cúi đầu lắc đầu, việc đã đến nước này, đệ tử và sư huynh không muốn trở về, chịu cực thì chấp nhận thua. Lời này vừa nói ra, người của Thiên Hỏa giáo giật mình, chạy từ xa tới đây, hao tổn tâm cơ và miệng lưỡi là để đưa người về vậy mà nàng ta nói không muốn trở về. Đám người từ kim động cũng ngẩn ra, đều hai mặt nhìn nhau. Văn Vũ Hiên trầm giọng nói, chẳng lẽ các người tình nguyện lưu lại nơi này làm nô bộc chứ không muốn trở về sao? Hỏa phượng hoàng ảm đạm lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo của Văn Vũ Hiên lướt qua đám người, nghiêm nghị nói, người nói cho ta biết, có phải đó có người nào uy hiếp người phải nói vậy không? Bản tọa ở đây, người không cần sợ, có bản tọa làm chủ giúp ngươi, có việc gì cứ việc nói, ta xem thử ai dám. Hỏa phượng hoàng hít sâu một hơi, chợt lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nói, trưởng môn, tiền trưởng lão đứng ra bảo đảm, tiền cực cũng có hiệu lực, ta và sư huynh đã không phải đệ tử thiên hỏa giáo nữa. Không có ai uy hiếp chúng ta, là tự chúng ta không muốn quay về. Lời này không khác nào phản bội sư môn trước mặt mọi người. Như hữu đạo phí hết tâm tư là vì cần câu nói này, hắn như suy nghĩ gì đó và cũng đại khái hiểu ra vì sao hỏa phượng hoàng đột nhiên quỳ xuống. Nghe những lời này, đám người của thiên hỏa giáo cực kỳ tức giận. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy mà lại nói ra trước mặt mọi người, ngay cả người của tử kim động cũng rất giật mình. Nhiệt xúc, tiền phục thành giận tím mặt, thét lên một tiếng, lách mình tiến lên trước định động thủ. Phu chiếu hành phụ trách bảo vệ bên cạnh hỏa phượng hoàng một tay kéo hỏa phượng hoàng ra sau lưng mình, lách người nới rộng khoảng cách, đồng thời rút kiếm chỉ về phía tiền phục thành, ý cảnh cáo rất rõ ràng. Âm, um, cung lâm sách vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói các ngươi muốn làm gì? Muốn cướp người ngay tại tử kim động ta sao? một đám người xuất hiện, nhóm cao thủ của tử kim động cản trước mặt vu chiếu hành đề phòng. Cút ra, văn vũ yên tiến tới, một tay chụp lấy vai tiền phục thành lôi ra sau lưng, mọi việc náo động đến mức độ này ông ta thật sự rất muốn làm thịt tiền phục thành, thế này thì còn gì là khách khí nữa, trong lúc nóng giận đã quên hết khách khí rồi. Ngoài ra, vụ cá cực có người của thiên hạ tiền trang làm chứng, cưỡng ép phá vỡ vụ cá cược sẽ là chuyện gì? Nếu thật sự để tiền phục thành làm rối loạn thì e sẽ càng gây ra phiền phức lớn lên nghiêu hữu đạo cũng lên tiếng hỏi cung lâm sách trưởng môn đây là ý gì không phải đã nói chỉ đến gặp thôi sao tại sao lại muốn động thủ văn vũ yên cũng không đứng yên nghe tiến lên chỉ vào hỏa phượng hoàng đang được che chở tức giận nói nhiệt đồ người có biết ngươi đang nói gì không hỏa phượng hoàng không nói văn vũ yên nghiêm nghị truy vấn côn lâm thụ đâu bảo hắn lăn ra đây hỏa phượng hoàng nghe xong câu này ánh mắt càng thêm kiên định lớn tiếng trả lời không cần sư huynh phải ra đệ tử và sư huynh là phu thê, phu thê một thể, ý của đệ tử chính là ý của huynh ấy. Lúc đầu bên này đã nhắc nhở nàng ta nhiều như vậy, nàng ta có thể nói ra lời này là không muốn để thiên hỏa giáo đưa sư huynh về. Nàng ta muốn bảo vệ tính mạng cho sư huynh, tình nguyện phản bội thiên hỏa giáo cũng không muốn sư huynh đi chịu chết. Sư huynh bế quan ở cấm địa 10 năm, nàng ta ở ngoài chờ đợi 10 năm, hôn sự của bọn họ đã bị trì hoãn 10 năm tròn, vừa mới tân hôn đã phải để trượng phu đi chịu chết, nàng ta không thể làm được. Văn vũ hiền vung tay áo chỉ gần lên khốn kiếp bảo sư huynh ngươi ra đây các ngươi muốn làm gì nghiêu hữu đạo ra mặt chống kiếm ngăn giữa hai nhóm người rõ ràng là sợ có người làm loạn cũng không để một mình hỏa phượng hoàng chịu áp lực quá lớn vất tay lên nói dẫn người đi trước đi phu chiếu hành nhanh chóng kéo hỏa phượng hoàng rời đi Văn vũ hiền tiến lên trước một bước đám cao thủ tử kim động cũng nhanh chóng tiến lên ngăn cản cả hai bên rơi vào rằng co Cung lâm sách trầm giọng nói vũ văn huynh tốt nhất huynh đừng kích động, hy vọng huynh nhớ kỹ lời huynh nói ban đầu, tử kim động ta không phải là nơi để mặc người ta dương oai. Gương mặt Văn Vũ Yên hơi méo mó, nghiến răng nói, côn lâm thụ, ta muốn gặp côn lâm thụ. Cung lâm sách, Vũ Văn Huynh, ta đề nghị các người bình tĩnh một chút, tâm trạng của các người hơi kích động, bây giờ hình như không thích hợp để gặp người. chương 1378, cởi chuông phải do người buộc chuông. Văn Vũ Yên, nàng ta nói ra những lời đại nghịch bất đạo, Ta nghi ngờ có người đem tính mạng của Côn Lâm Thụ ra uy hiếp nàng ta, ta nhất định phải xác nhận xem Côn Lâm Thụ có an toàn hay không mới có thể đàm phán tiếp với các người." Ông ta nói vậy, Cung Lâm Sách cũng hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo cũng không phải ăn chay, lập tức lên tiếng giải thích, "Vũ Văn trưởng môn, ông nói vậy là có ý gì? Uy hiếp, có cái gì để uy hiếp chứ? Các ông và Tử Kim động đàm phán xong, bên chúng ta thả người là được, cần gì phải uy hiếp?" ta bất chấp bọn họ có phải đệ tử thiên hỏa giáo hay không, chỉ cần ông và tông môn chúng ta đàm phán xong, ta thả người là được, có gì mà phải uy hiếp. Lời vừa nói ra, cung lâm sách ngấm thấy cũng đúng, như hữu đạo thật sự không cần phải làm những chuyện như vậy. Văn Vũ Yên, vậy để côn lâm thụ ra gặp ta. Như hữu đạo quay đầu lại hỏi cung lâm sách, trưởng môn, ông cảm thấy như thế nào? Cung lâm sách, nếu vũ văn trưởng môn đã không yên lòng, vậy thì cho huynh ấy gặp đi, không thể xảy ra chuyện gì được đâu tuân theo pháp chỉ của trưởng môn, Ngưu Hữu Đạo đồng ý, quay đầu nói với quản phương nghi, "Hồng nương, sao ban nãy không đưa Côn Lâm thụ tới cùng?" Gương mặt quản phương nghi bất đắc dĩ nói, "Côn Lâm thụ nói không muốn gặp người Thiên Hỏa giáo, Hỏa Phượng Hoàng cũng nói rồi, không còn mặt mũi đối mặt." Ngưu Hữu Đạo tức giận nói, "Há có thể nghe theo lời hắn? Mao Lư biệt viện ta là nơi thanh tịnh, không phải là nơi để người ta làm gì thì làm, ta đích thân đi mời, nếu không ra, ta có kéo cũng phải kéo bằng được hắn ra dứt lời liền nhanh chân bước đi. Văn Vũ Hiền ở phía sau buông một câu, đừng có đùa với ta. Các ngươi đang dở trò, nhốt một người uy hiếp một người à. Đưa hai người cùng ra, ta muốn nhìn thấy hai người bọn hắn cùng xuất hiện thì mới có thể xác nhận bọn hắn có bị người khác ép buộc và uy hiếp không. Câu này khiến tim quản phương nghi nhảy thoát một cái, thầm nghĩ, chẳng trách có thể làm tới trưởng môn thiên hỏa giáo, không đơn giản. Nhiều hữu đạo dừng chân, quay đầu cười lạnh nói, Vũ Văn trưởng môn, ông nghĩ nhiều rồi, được, sẽ như ông mong muốn. Sau đó đưa hai ngón tay về phía Cung Lâm Sách, lắc lắc. Người Thiên Hỏa giáo không hiểu có ý gì, không khỏi cùng nhìn về phía Cung Lâm Sách. Lúc này còn ám chỉ điều này sao? Cung Lâm Sách có chút cạn lời, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà của Hành Lang. Những người có liên quan của Tử Kim động đều hiểu dấu tay này của Nưu Hữu đạo có ý gì, hai phần lợi ích, đừng quên đấy. Hất ống tay áo, Nưu Hữu đạo bước đi về nơi giam lỏng Côn Lâm Thụ dầm như hữu đạo đá bay cửa phòng làm côn lâm thụ trong phòng giật mình đứng bật dậy miệng vết thương kiếm đâm trên đùi lại bị kéo mạnh khiến gương mặt nhăn nhó đau đớn vết thương của y vẫn chưa lành thời gian bị thương cũng chưa bao lâu cộng thêm tu vi bị khống chế không cách nào vận công điều tức giúp đẩy nhanh tốc độ khôi phục thương thế được như trưởng lão côn lâm thụ trần chờ nhìn hắn không biết phản ứng này của hắn là có ý gì lại hỏi sư muội của ta như thế nào rồi côn lâm thụ phát hiện ra tâm trạng của đối phương hình như khác thường phản ứng đầu tiên của y là lo lắng sư muội có chuyện gì không. Cảm xúc trên gương mặt Ngưu Hữu Đạo hòa hoãn lại, đi đến trước mặt y, thở dài, không ổn rồi. Hai mắt Côn Lâm Thụ lập tức mở to, như trưởng lão, sao người có thể nói lời không giữ lời, người nói chỉ cần ta nghe lời thì sẽ không làm tổn thương sư muội ta, các người đã làm gì muội ấy?" Tư thế thể hiện rõ chỉ cần có gì không đúng sẽ liều mạng. như Hữu Đạo, không phải chúng ta làm gì nàng, mà e là đám người Thiên Hỏa giáo sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù nàng ta không chết nhưng sau khi trở về thiên hỏa giáo cũng e rằng sẽ sống không bằng chết côn lâm thụ không hiểu kinh ngạc hỏi có ý gì nghiêu hữu đạo thở dài còn không phải vì ngươi sao ta côn lâm thụ khó hiểu nói ta biết ta làm liên lụy muội ấy nhưng chuyện vẫn chưa đến mức như người nói muội ấy chỉ bị liên lụy không có sai làm gì vì sao tông môn không chịu buông tha cho muội ấy nghiêu hữu đạo còn không phải vì ngươi sao người của thiên hỏa giáo đã đến mau lưu biệt viện ta trưởng môn thiên hỏa giáo văn vũ yên đích thân dẫn người tới ban nãy vừa gặp sư muội ngươi sư muội ngươi biết một khi ngươi bị thiên hỏa giáo dẫn về sẽ không có kết quả tử tế để bảo vệ ngươi đã nói vài lời khó nghe trước mặt mọi người hắn kể lại những lời đại nghịch bất đạo mà hỏa phượng hoàng đã nói côn lâm thụ nghe xong đồng tử siết chặt ngược thở phập phồng y hiểu rất rõ nói ra những lời đó trước mặt mọi người sẽ có hậu quả gì trước mặt mọi người hơn nữa còn ngay trước mặt một đám người ngoài mà lại nói ra những lời như vậy chẳng khác gì phản bội sư môn. Phản đồ, cho dù là môn phái nào cũng sẽ không nương tay với phản đồ, một khi sư muội rơi vào tay thiên hỏa giáo, kết quả có thể đoán ra được, hậu quả đó y không dám tưởng tượng, chỉ e còn thảm hơn kết cục của y. Như hiểu đạo, người không cần lo, chuyện cũng không phải không có cơ hội vãn hồi. Côn lâm thủ vội hỏi, xin chỉ giáo. Như hiểu đạo, cũng may là, các người đang còn dính vào vụ các cược, vụ cá cược này có thiên hạ tiền trang làm trung gian do tiền phục thành lấy thân phận trưởng lão của thiên hỏa giáo đại diện thiên hỏa giáo đứng ra đảm bảo vụ cá cược này thiên hỏa giáo có muốn không chấp nhận cũng không được theo vụ cá cược này các ngươi ở lại đây bọn hắn cũng chẳng thể nào làm được gì các ngươi chỉ cần sư muội của ngươi ở lại đây bọn hắn sẽ không thể làm gì sư muội ngươi khuôn mặt côn lâm thụ đầy đau khổ đều do ta đều do ta khư khư cố chấp như hữu đạo ta từng nói rồi đường do ngươi chọn thì đừng hối hận trước khi tỉ thí ta đã liên tục nhắc nhở ngươi, ta hết lần này đến lần khác cho ngươi cơ hội, là bản thân ngươi không cần. Giờ hối hận có ích gì không? Vẫn nên đối mặt với hiện thực đi. Các ngươi đã là người của ta rồi thì ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các ngươi. Côn lâm thụ cười thảm, trưởng môn đã đích thân tới đây, trưởng môn đích thân đòi người, tử kim động có thể không giao chúng ta ra sao? Người có thể chống lại pháp chỉ của tử kim động sao? Như hữu đạo, người cảm thấy tử kim động sẽ tùy tiện thả người sao? Trước đó ta đã tham gia đàm phán giữa thiên hỏa giáo và tử kim động, muốn giao các ngươi ra cũng được, tử kim động đã yêu cầu thiên hỏa giáo 30 vạn con chiến mã cùng 300 triệu kim tệ. Cái gì, côn lâm thụ giật này cả mình, có nằm mơ cũng không ngờ mình đáng tiền như vậy. Không thể nào, thiên hỏa giáo không thể nào đồng ý bỏ ra những thứ này. Nghiêu hiểu đạo, đương nhiên, đây chỉ là ra giá, chắc chắn vẫn còn có thể có kè mặc cả. Có điều có thể tưởng tượng được, cơ hội o người chủ động dâng tới cửa, lần này, từ kim động có lý, chắc chắn lần này từ kim động sẽ nhân cơ hội kiếm một khoản. Thiên hỏa giáo chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, không chấp nhận sự uy hiếp này. Cởi chuông phải do người buộc chuông, mấu chốt giải quyết chuyện này vẫn là ở ngươi. Côn lâm thủ ngạc nhiên, ta, nghiêu hiểu đạo, rất nhiều chuyện người ta suy nghĩ phức tạp lên, thực ra cũng không phức tạp như vậy, cứ đối mặt với vấn đề căn bản thì giải quyết dễ thôi. Ta hỏi ngươi, vì sao thiên hỏa giáo không muốn chấp hành vụ cá cực kia? vì sao lại kinh động Văn Vũ Yên đích thân đến đây đưa ngươi về? Ta nghĩ ngươi vẫn chưa ngu đến mức đó, hẳn là ngươi đã biết câu trả lời. Côn lâm thụ ảm đạm là vì trên người ta có bí pháp của thiên hỏa giáo, thiên hỏa giáo không muốn để bí pháp trí cao lộ ra ngoài. Nghiêu hữu đạo, không sao, gốc rễ của vấn đề ở đây, nếu đã biết vấn đề ở đâu, mọi chuyện dễ giải quyết rồi. chương 1379, thư, ta nhận được rồi. Một, chỉ cần ngươi có thể khiến thiên hỏa giáo tin rằng ngươi sẽ không tiết lộ bí pháp, chỉ cần thiên hỏa giáo tin vào điểm này, thiên hỏa giáo sẽ không chấp nhận đòi hỏi cách xù kia của tử kim động, chỉ cần bọn hắn yên tâm sẽ buông tha cho phu thê các ngươi. Côn lâm thụ đau khổ lắc đầu, lời cam đoan của ta bọn hắn có thể tin sao? Cho dù chúng ta lưu lại đây rồi thì sư phụ ta phải làm sao? Uy hiếp của tiền trưởng lão người cũng nghe rồi, phu thê chúng ta không thể vì bản thân mà vứt bỏ không màng đến sư phụ được nghiêu hữu đạo đưa tay vỗ vỗ vai y người ấy hồ đồ à sao đầu óc chậm chạp quá vậy chỉ khi các ngươi lưu lại đây mới có thể giữ được sư phụ ngươi cung lâm sách sừng sốt không hiểu vội hỏi vì sao nghiêu hữu đạo chậm rãi nói bọn hắn có sư phụ ngươi làm con bài chẳng lẽ ngươi không có con bài sao thiên hỏa vô cực thuật trong tay ngươi chính là con bài chỉ cần bọn hắn không làm hại sư phụ ngươi ngươi có thể đảm bảo sẽ không tiết lộ bí thuật còn bọn hắn nắm được sư phụ ngươi thì mới có thể tin ngươi sẽ không để lộ bí mật. Đây là quan hệ nhân quả tuần hoàn, có hiểu không? Cũng là cách duy nhất để bảo vệ sư phụ ngươi, nếu không ngươi cho rằng các ngươi trở về bọn hắn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể không làm khó dễ sư phụ ngươi sao? Trong phòng nói chuyện, quản phương nghi đứng ngoài cửa ghé tai lắng nghe chỉ có thể liên tục lắc đầu, trong lòng cũng thầm cảm khái, đạo gia đúng là đạo gia, thế nào gọi là cháu trở, đây chính là cháu trở, cả mau lư sơn trang không có ai bằng. Côn lâm thụ ở trong phòng nghe thấy quan hệ tuần hoàn nhân quả này cũng hơi sửng sốt, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, không còn vẻ bi thương nữa mà dường như đã hiểu ra gì đó. Nhưng y vẫn còn khá do dự, cho dù là như vậy, sau này cuộc sống của sư phụ ở thiên hỏa giáo sẽ không tốt đẹp gì. Nghiêu hữu đạo, xảy ra chuyện như vậy còn muốn sống tốt sao? Chỉ cần người không bị tổn thương gì là đã tốt lắm rồi. Trước tiên người phải tự giữ mình, còn cả sư muội ngươi, chỉ cần người còn, tất cả đều có thể bên chỗ sư phụ ngươi, tạm thời chỉ có thể nhịn một chút, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc, ta sẽ tìm cơ hội cứu sư phụ ngươi ra. Côn lâm thụ dương mắt nhìn về phía hắn, người có thể có lòng tốt giúp ta sao? Rõ ràng y đang nghi ngờ lòng tốt của họ như này. Nghiêu hiểu đạo, người phải hiểu rõ một điểm, ta không phải giúp ngươi, mà là đang giúp chính ta. Hẳn ngươi cũng biết ta đã trở thành trưởng lão tử kim động như thế nào, bọn hắn đem ngươi ra trao đổi lợi ích với thiên hỏa giáo, ta có ích lợi gì không? người của ta nếu ta không bảo vệ được bên chỗ ta sẽ không còn mặt mũi gì ta sẽ không để bọn hắn muốn làm gì thì làm côn lâm thủ cũng không biết có phải tự diễu hay không cười ha ha xem ra bất kể là môn phái nào cũng không thể tránh khỏi đấu đá nội bộ ở đâu có người ở đó có thị phi không thể tránh né được được rồi muốn đi hay ở tự các ngươi quyết định ta không miễn cưỡng giờ văn vũ yên đang chờ để gặp phu thê các ngươi đi thôi như hữu đạo vứt lại một câu rồi xoay người bước đi Côn lâm thụ ở trong phòng im lặng một chút, cuối cùng vẫn đi theo, không thể tránh được. Vừa ra khỏi cửa, quản phương nghi cười như không cười với nghiêu hữu đạo, có vẻ đang nói gì với nghiêu hữu đạo, không biết là những lời tốt đẹp hay lời không hay nữa. Ra khỏi sân bên này, đi xuyên qua gần một nửa mau lư biệt việt, đi tới một viện khác, cũng chính là nơi giam lỏng hỏa phượng hoàng. Nghiêu hữu đạo và côn lâm thụ không vào, quản phương nghi vào trong, một lát sau đã dẫn theo hỏa phượng hoàng ra ngoài. Hai sư huynh muội gặp lại nhau, các loại cảm xúc phun trào rồi lại lo lắng cho nhau, ta hỏi huynh có sao không, huynh hỏi ta thế nào rồi. Sư muội, muội vừa gặp trưởng môn, muội thực sự đứng trước mặt mọi người nói lời đại nghịch bất đạo rời khỏi tông môn sao. Sau khi lo lắng hỏi thăm nhau xong, côn lâm thụ vẫn xác nhận lại với hỏa phượng hoàng. Y không ngu, không phải như hiếu đạo nói sao sẽ như vậy, chắc chắn vẫn phải xác nhận lại. Hỏa phượng hoàng cực kỳ áy náy nhưng vẫn giữ chặt cánh tay côn lâm thụ, sư huynh, muội cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, huynh không thể trở về nữa, tông môn sẽ không tha cho huynh. muội, côn lâm thụ rất muốn mắng nàng ta hồ đồ, rất muốn hỏi nàng ta, chẳng lẽ muội chưa từng suy nghĩ cho sư phụ sao? Chuyện trước đó tiền phục thành đã lấy sư phụ bàng chắc ra để uy hiếp bọn họ, hỏa phượng hoàng không biết, nàng ta chỉ biết làm chuyện phản bội sư môn sẽ có lỗi với sư phụ, sẽ làm sư phụ khó xử chứ không nghĩ tới chuyện các đại lão tông môn có thể đem sư phụ ra để uy hiếp. Lời trách cứ côn lâm thụ đã nói ra bên miệng nhưng thực sự không thể thốt thành lời, gây ra chuyện như thế này, rốt cuộc là ai hồ đồ. Y không thể nào trách sư muội sư muội vì bảo vệ y nên mới bất chấp tất cả, nàng ta đã bị y làm liên lụy, tấm chân tình của sư muội y hiểu. Lúc này, nhiều hiếu đạo cũng không muốn để bọn hắn được nói chuyện quá nhiều nên đã chen lời đúng lúc, hai vị, bây giờ không phải là lúc để các người nói chuyện yêu đương, văn vũ yên bọn họ còn đang chờ bên ngoài, nếu còn kéo dài, hắn lại nói tạo uy hiếp các người đừng lề mề nữa cái gì nên đối mặt sẽ không thể tránh được đâu đi thôi cả nhóm đi ra từ sau hậu viện bước đến tiền viện nghiêu hữu đạo dẫn người bước nhanh về phía trước phu thê côn lâm thụ cũng thật sự không còn mặt mũi nào gặp người của thiên hỏa giáo đặc biệt trưởng môn cũng đích thân tới rồi phu thê cùng nhau cúi thấp đầu tiến vào trong hành lang dài của đình đài nghiêu hữu đạo ra hiệu cho thuộc hạ bảo hộ chặt chẽ hai phu thê không để thiên hỏa giáo có cơ hội hạ độc thủ sau đó đi đến trước mặt cung lâm sách nói trưởng môn người mang đến rồi cung lâm sách vũ văn trưởng môn không đợi được nữa rồi sao đi lâu vậy như hữu đạo một câu rũ sạch trách nhiệm ông hỏi phu thê bọn họ ấy hắn quay đầu lại thì thấy phu thê côn lâm thụ cùng quỳ xuống trước mặt người của thiên hỏa giáo văn vũ hiên cuối cùng cũng chờ được người tới liền nhìn kỹ hai người đang quỳ trầm giọng nói côn lâm thụ vừa rồi nhiếp vân thường đã nói những lời ngung cuồng ta thông cảm cho hoàn cảnh các ngươi thông cảm cho các ngươi bị ép vào tình huống bất đắc dĩ ta có thể không truy cứu ngươi yên tâm có bản tọa ở đây sẽ không ai dám làm gì các ngươi nói lời nhiếp vân thường nói trước đó có phải có người đã uy hiếp nàng ta nói vậy không đến giờ ông ta vẫn không dám tin đệ tử thiên hỏa giáo lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người ông ta không tin đệ tử được thiên hỏa giáo dạy dỗ lại có thể không có tiền đồ như vậy đặc biệt là trước mặt người ngoài ông ta không thể nào chấp nhận được không có ai uy hiếp cả côn lâm thụ ngẩng đầu không chút do dự quả quyết gánh chịu trách nhiệm trưởng môn chuyện này không liên quan đến sư muội, đó là ý của đệ tử, là đệ tử ép sư muội nói. Lỗi là do đệ tử gây ra, là đệ tử làm liên lụy sư muội, là đệ tử có lỗi với tông môn, đệ tử có chơi có chịu, sai lầm đệ tử gây ra đệ tử sẽ tự mình gánh vác. Đánh giám à, người gánh vác nổi sao? Một trưởng lão thiên hỏa giáo không kìm được gầm lên, Văn Vũ Yên đưa tay ngăn lại, chậm rãi nói, Côn Lâm Thụ, người biết người đang nói gì không? Người có biết hậu quả không? Côn Lâm Thụ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Nhìn sư muội ánh mắt mong chờ đang níu tay mình, vẫn đau khổ nói: "Đệ tử biết. Đệ tử không muốn gây thêm phiền phức cho tông môn, đệ tử nguyện lưu lại làm nô. Đệ tử đã từng thề độc với tiền trưởng lão, cho dù người có ở đây cũng quyết không tiết lộ chút cơ mật nào liên quan đến tông môn." Chương 1380, "Thư, ta nhận được rồi." Hai, "Địa vị sư phụ y cũng chẳng cao mấy, y cũng chẳng thể biết được cơ mật thật sự nào của tông môn, chẳng qua chỉ đang nói về thiên hỏa vô cực thuật mà thôi." Côn lâm thụ vừa nhắc đến tiền phục thành càng chọc cho tiền phục thành thêm tức tối, ông ta giận dữ mắng mỏ, trưởng môn ních thân tới, là vì cứu các ngươi trở về, các ngươi vòng ân phụ nghĩa như vậy sao? Các ngươi đừng quên, các ngươi được bàng trác đưa vào sơn môn từ nhỏ, là bàng trác một tay nuôi các ngươi lớn lên, bàng trác phí hết tâm tư truyền công thụ nghiệp, các ngươi lại vòng ân phụ nghĩa như vậy, các ngươi muốn hại chết sư phụ các ngươi sao? Ý uy hiếp trong lời nói ai cũng có thể nghe ra được. Văn Vũ Yên lạnh lùng chừng mắt liếc ông ta một cái, như đang nói, những lời này có thể nói trước mặt người ngoài sao. Tiền phục thành cúi thấp đầu, không lên tiếng nữa. Ông ta không thể kìm được lên tiếng cảnh cáo cũng là vì quá sốt ruột, nếu chuyện này có thể xử lý thuận lợi, sau khi trở về ông ta còn có thể sống yên ổn một chút, xử lý không tốt, không thể tránh khỏi chuyện giận chó đánh mèo chút hết lên ông ta. Người tử kim động nhìn nhau, có người nở nụ cười chiêu tức, đường đường là thiên hỏa giáo mà dạy ra nghịch đồ như vậy, bên này đều mang tâm trạng vui vẻ xem náo nhiệt, hôm nay thể diện của thiên hỏa giáo coi như mất hết rồi đệ tử lại có thể nói ra những lời phản bội sư môn như vậy trước mặt mọi người cung lâm sách cũng cười như không cười đứng bên quan sát hy vọng phu thê côn lâm thụ có thể chọc giận thiên hỏa giáo để thiên hỏa giáo không chịu buông tha hai người bất chấp mọi giá đưa hai người về để nghiêm túc xử trí theo môn quy như vậy từ kim động mới kiếm được nhiều lợi ích một chút nghiêu hữu đạo nhếch môi cười hắn còn đang tìm cơ hội kéo chủ đề lên bàn chắc sư phụ của phu thê côn lâm thụ không ngờ tiền phục thành lại chủ động nhảy ra nhắc tới việc này đúng là đã bớt chuyện cho hắn vừa nhắc đến sư phụ rõ ràng hỏa phượng hoàng rất căng thẳng bàn tay níu sư huynh càng siết chặt hơn giống như không ngờ tông môn sẽ đem bảng trác ra uy hiếp bọn họ đây cũng chính là kết quả do nghiêu hữu đạo kịp thời cách ly phu thê bọn họ khiến hai người không cách nào thống nhất được về tình hình chung côn lâm thụ rõ ràng cũng rất kích động lớn tiếng nói một ngày là thầy cả đời là thầy đại ơn của sư phụ chúng đệ tử không thể báo đáp xin tông môn đừng liên lụy đến sư phụ của đệ tử chỉ cần tông môn cam đoan không làm tổn thương sư phụ đệ tử đệ tử tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật gì của tông môn còn nếu ai dám làm tổn thương sư phụ đệ tử đệ tử tình nguyện vi phạm lời thề độc cũng phải liều mạng cho cá chết lưới rách lan can các trưởng lão thiên hỏa giáo chăm miệng một lời giận dữ mắng mỏ phản rồi đây rõ ràng là đang uy hiếp thiên hỏa giáo có người hơi bình tĩnh một chút thì nhíu chặt mày dường như đã nghĩ ra gì đó từ trong câu này liền đến gần ghé sát tai văn vũ yên thì thầm văn vũ yên hít mắt lại dường như đoán được người tới gần muốn nói gì một lần nữa đưa tay cản lại chậm rãi nói ngươi cho rằng chi phí ăn mặc thường ngày của ngươi và tài nguyên tu luyện là trên trời rơi xuống sao đó là cơ nghiệp của bao nhiêu tổ tiên gầy dựng là xương máu của bao nhiêu đồng môn đều dùng máu tươi đổi lấy đấy không phải là ngươi lượn được cũng không phải thứ ngươi nên có chỉ biết sư ân mà quên mất đại ân tông môn cung cấp nuôi dưỡng người nhiều năm qua sao. Côn lâm thụ gần như khóc thành tiếng, không phản bác được. Văn Vũ Yên tiếp tục nói, nếu đã đặt cược, nếu phù thê các ngươi đã quyết tâm rời đi, ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, ta chỉ hỏi một câu, chuyện ngươi đã hứa có còn giữ lời hay không. Côn lâm thụ bi thương nói, không biết chuyện gì, mời trưởng môn chỉ thị. Văn Vũ Yên, người đã đồng ý chuyện đi thánh cảnh giúp sư môn. Người đi, ta tin vào lời hứa của ngươi nếu ngươi không dám đi dựa vào cái gì mà ta phải tin ngươi dám cá chết lưới rách việc này côn lâm thụ không cách nào quyết định nghiêu hữu đạo đồng ý thì đồng ý nhưng vẫn phải nhìn về phía nghiêu hữu đạo hy vọng hắn cho câu trả lời trước nghiêu hữu đạo còn chưa bày tỏ thái độ văn vũ yên đã nói côn lâm thụ ta phí hết tâm tư muốn bảo vệ ngươi ngươi cũng biết rồi đấy vì chuyện này ta đã từng một mình tìm ngươi bàn bạc ta vốn rất coi trọng ngươi còn muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi nhưng những gì ngươi đã làm khiến ta quá thất vọng dứt lời ông ta xoay người bước đi, cũng hét lên với các đồng môn, chúng ta đi. Trưởng môn, có trưởng lão kinh ngạc, cứ thế mà đi sao? Văn Vũ Yên bước nhanh chân không thèm quay đầu lại, người bên tử kim động cũng rất kinh ngạc, thế là có ý gì? Cả đám người ra khỏi cổng mau lư biệt viện, Văn Vũ Yên chợt dừng bước đưa lưng nói lớn, như hữu đạo, như trưởng lão. Như hữu đạo ra ngoài tiến khách hơi giật mình, cuối cùng vẫn bước nhanh đi qua, chắp tay hỏi, không biết Vũ Văn trưởng môn có gì phân phó. Cơ thể Văn Vũ Yên hơi nghiêng về phía trước, miệng kề tai hắn, nói khẽ thư, ta nhận được rồi. Tim Nhiêu Hữu Đạo đánh bộp một cái, mặt mũi vô cùng khó hiểu nói, "Vũ Văn trưởng môn nói vậy là có ý gì?" Văn Vũ Yên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không nói nhiều, phất tay đẩy hắn ra, không nhìn mà tiếp tục bước nhanh đi. Sau đó từng người của Thiên Hỏa giáo đi qua đều đánh giá hắn, không biết ban nãy trưởng môn nói gì với Nhiêu Hữu Đạo. Người bên Tử Kim động nhìn thấy tình hình ban nãy, ai nấy đều lộ vẻ ngờ vực. Dĩ nhiên cung lâm sách rất muốn hỏi Nghiêu Hữu Đạo vài điều, nhưng vẫn phải đi cùng Văn Vũ Yên trước đã. Quản Phương Nghi đưa mắt nhìn hai nhóm người rời đi rồi đến cạnh Nghiêu Hữu Đạo, hỏi ban nãy Văn Vũ Yên nói với ngài chuyện gì thần bí vậy. Nghiêu Hữu Đạo hít mắt từ từ nói, có thể lão đã nhận ra ta đứng sau động chân động tay. a à, Quản Phương Nghi kinh ngạc, ngài làm việc kín đáo như vậy, đâu để lộ dấu vết gì. Có phải ngài nghĩ nhiều rồi không? Nghiêu Hữu Đạo, bất kể có phải là ta nghĩ nhiều hay không, lần này không để côn lâm thụ đại diện thiên hỏa giáo đi thánh cảnh cũng không được, ta coi thường vị vũ văn trưởng môn này rồi, nếu không cẩn thận còn bị lão phản đòn ngược lại đấy. Quản phương nghi không hiểu, bởi vì ngài từng đồng ý để côn lâm thụ đại diện thiên hỏa giáo của hắn đi thánh cảnh. Như hiểu đạo buông tiếng thở dài, bàng chắc, sư phụ của phu thê côn lâm thụ, cô quên vừa rồi Văn Vũ Yên đã uy hiếp côn lâm thụ như thế nào sao? Quản phương nghi, nhớ, Văn Vũ Yên nói nếu côn lâm thụ không đi thánh cảnh, dựa vào cái gì hắn có thể tin côn lâm thụ dám cá chết lưới rách. Nghiêu hiểu đạo, không chỉ là như thế, lão gia hỏa này không có ý tốt, cố ý nói đến đây là rừng, không hề miễn cưỡng, ra khỏi cửa còn cố ý thần bí nói gì đó với ta. Lần này nếu ta kiên trì không để côn lâm thụ đi thánh cảnh, e là bên tử kim động muốn không nghi ngờ giữa ta và thiên hỏa giáo có chuyện gì che giấu cũng khó, lão gia hỏa này cố ý chôn sắn cây đinh cho ta dẫm vào. Vẻ mặt quản phương nghi nghiêm túc, nói, sẽ phiền phức lắm sao. Nhiêu hữu đạo lắc đầu, cũng chưa đến mức phiền phức lắm, chỉ cố ý ghê tẩm ta thôi, cũng đang nhắc nhở ta, lão đã nhận ra là ta dở trò quỷ, biết ta làm những chuyện này là không muốn đưa người cho tử kim động xử trí, cho nên mới yên tâm bỏ đi. Quản phương nghi hơi kinh ngạc, lão đã nhận ra, vậy bên tử kim động có thể nhận ra không? Nhiêu hữu đạo, lão có thể nhìn ra hẳn là do kết hợp với lá thư kia, bên tử kim động căn bản không hề có đầu mối, sẽ không thể liên tưởng đến ta được. Quản phương nghi tỉnh táo nói vậy lão có nói cho bên tử kim động không? Nghiêu hữu đạo, nói cho cái gì? Nói là ta gửi thư dụ bọn hắn đến đây à? Lão có chứng cứ gì? Không có chứng cứ tức là muốn châm ngòi ly rán, ít nhất cũng có hiểm nghi này. chương 1381, sói mắt trắng cho ăn không biết no. Nếu đã biết được ta không muốn đưa người cho tử kim động, ông ta sẽ không nói ra chuyện này. Nếu thật sự để quyền xử trí phu thê côn lâm thụ rơi vào tay tử kim động, vậy chẳng phải lại chuẩn bị có kè mặc cả tiếp với tử kim động sao? Cách tốt nhất chính là buông tay, lão là người thông minh nên sẽ không nói với Tử Kim động, có lẽ sẽ rời khỏi Tử Kim động thôi. Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, trên hành lang, phù thê Côn Lâm thụ vẫn ở đây, dựa vào nhau, tinh thần chán nản, không nói một lời. Nưu Hữu đạo đi tới thở dài, việc đã đến nước này, không chơi chung được với đám người của Thiên Hỏa giáo kia nữa thì thôi, dù sao cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, để ngươi đi thánh cảnh gì đấy, bọn hắn có tâm tư gì ngươi cũng chẳng thể biết được xảy ra những chuyện thế này cũng là do bọn hắn bất nhân trước, các người cũng không cần quá mức tự trách, đối mặt hiện thực là được. Vũ Văn Huynh, các người thế này là, cung lâm sách thấy không bình thường, vốn ông ta cho rằng người của thiên hỏa giáo muốn quay về khách viện, bên này cũng đã chuẩn bị xong để đàm phán với thiên hỏa giáo lần thứ hai. Ai ngờ Văn Vũ Yên dẫn người của thiên hỏa giáo đi theo hướng không đứng, giống như muốn cáo từ rời đi mỗi người một ngả. Văn Vũ Yên lạnh lùng nói, mạo muội đến nhà, đã quấy dày rồi, thiên hỏa giáo vẫn còn có việc, chúng ta đi trước cung lâm sách ngẩn người vội nói vũ văn huynh ta cũng không phải cố ý làm khó dễ huynh huynh đi thế này chúng ta cũng coi như giao tình cũ ít nhiều gì ta cũng phải cho trên dưới bản giáo một câu trả lời ta có thể nhường một bước chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện văn vũ hiên lòng vòng tới lui chẳng có ý nghĩa gì ta nói rồi một ngàn vạn có được hay không huynh trả lời dứt khoát đi nếu có thể tốn cái giá nho nhỏ này để đem người về ông ta vẫn muốn đem về nếu cái giá quá lớn vậy thì quên đi cung lâm sách cười ha ha vũ văn huynh huynh đang định đuổi ăn mày sao văn vũ yên không nói nhiều quay đầu ra hiệu người bên dưới lập tức khưa chỉ linh mấy con phi cầm cỡ lớn nhanh chóng bay tới văn vũ yên dẫn đầu đám người tùy hành lần lượt nhảy lên phi cầm cứ thế khống chế phi cầm bay lên không vũ văn huynh cung lâm sách đứng trên mặt đất leo lên những con phi cầm đang bay lên không chẳng hề có phản ứng gì chỉ dần dần biến mất ở phía xa Đám người tử kim động trợn tròn mắt đứng nguyên tại chỗ, người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Náo loạn nửa ngày, bên này đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả cuối cùng lại như vậy, không đàm phán nữa sao? Trưởng môn, có phải chúng ta đưa ra giá cao quá không? Trưởng lão phó quân nhượng hỏi thử, cung lâm sách trầm giọng nói, chúng ta ra giá hẳn là hơi ác, nhưng hắn đâu phải kẻ ngu mà không biết có kẻ mặc cả. Cả đám ngẫm lại thấy cũng đúng, cung lâm sách quay đầu nhìn về phía mau lư biệt viện, trong mắt lóe lên một cái rồi cuối cùng lách người lao đi những người còn lại nhìn nhau cũng bay đi theo những người này đã đi rồi quay lại nghiêu hữu đạo lại ra nghinh tiếp cung lâm sách vừa thấy mặt đã hỏi bọn văn vũ yên đã đi rồi trở về thiên hỏa giáo rồi nghiêu hữu đạo biết rõ mà ngoài miệng vẫn hỏi đồng ý đưa bao nhiêu bộ dạng nóng lòng được chia lợi ích cung lâm sách sau khi gặp người không còn hứng thú đàm phán nữa một chữ cũng không nói nhiều cứ thế mà đi như trưởng lão người có biết đã xảy ra chuyện gì không nghiêu hữu đạo kinh ngạc không thể nào sao có thể như vậy được trưởng môn ông hỏi ta sao ta còn đang muốn hỏi ông đây cung lâm sách lạnh nhạt nói trước khi văn vũ yên đi đã nói gì với người ở ngoài cửa nghiêu hữu đạo ngạc nhiên không nói gì cả ông ta gọi sang rồi nói với ta một câu tới giờ ta còn đang mày mò xem có ý gì cung lâm sách lập tức hỏi nói người một câu gì nghiêu hữu đạo cao mày trầm ngâm nói nói với ta năm chữ ông ta nói thư ta nhận được rồi hắn không hề giấu giếm gì chuyện này thành thật khai thư ta nhận được rồi cung lâm sách lầm bầm suy nghĩ cũng cảm thấy khó hiểu rồi lại nhìn những người khác bên cạnh rõ ràng đều có vẻ không thể hiểu được liền hỏi lại như hữu đạo chỉ nói với ngươi như vậy thôi sao như hữu đạo hơi có vẻ bất mãn nói trưởng môn ông nói vậy là có ý gì chẳng lẽ ông cảm thấy ta đang gạt ông sao chỉ ghé tai thì thầm một câu ông cảm thấy có thời gian để rông dài một đống được à Cung lâm sách nghĩ thấy cũng đúng, về mặt thời gian cũng không thể nói quá nhiều. Ông ta trầm mặc nói, không nên để bọn hắn gặp nhau, sở dĩ Văn Vũ Yên không bàn bạc nữa có lẽ vì đã đạt được ý định truyền đạt ý tứ đến Côn Lâm Thụ rồi, đem Côn Lâm Thụ ra để áp chế sẽ không lo Côn Lâm Thụ để lộ bí mật. Như Hữu Đạo nói thầm trong lòng, có thể bò lên vị trí này, quả nhiên không có mấy ai là đèn cạn dầu. Những người khác trong tử kim động nghe xong cũng bừng tỉnh ngộ, dường như đã hiểu ra nhưng nghiêm lập lại nhìn về phía nghiêu hữu đạo đầu tiên, do hỏi, như trưởng lão, không phải ngươi đã dở trò gì đấy chứ? Ông có ý gì? Nghiêu hữu đạo lập tức phật lại, ép hỏi, ông đang nói là tôi bảo thiên hỏa giáo lấy sư phụ côn lâm thụ ra để áp chế sao? Tôi nói này nghiêm trưởng lão, bản thân ông không phải không biết, sau khi tỉ thí không bao lâu, tiền phục thành cũng đem sư phụ bàng chắc của bọn họ ra áp chế nhưng bị ta đè lại. Ban nãy cũng chính tiền phục thành đề cập đến việc này, ông không thể nói do ta thương lượng trước với tiền phục thành đấy chứ hắn quay đầu lại hỏi cung lâm sách trưởng môn ngay từ đầu không phải ta đã phản đối để bọn hắn gặp mặt ta không chịu lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn ông nhất định phải được rồi cung lâm sách cắt ngang không cho hắn nói thêm gì nữa càng nói thêm gì nữa sẽ trở thành trách nhiệm của ông ta do ông ta khư khư cố chấp không nghe khuyến cáo tội lỗi khó chối ông ta dùng một câu để đổi chủ đề hắn muốn xác minh con tin cũng chẳng thể nào không cho gặp mặt được chuyện đã xảy ra bị văn vũ hiên lợi dụng rồi nghĩ cách khác đi nhưng những người khác của tử kim động đều nhìn về phía ông ta đều đang nghi ngờ trước đó nghiêu hữu đạo đã bàn với trưởng môn việc này trước đó hai người tránh sang một bên nói chuyện những người khác đều không biết hai người đã nói những gì sau đó đám người cung lâm sách lại rời đi chỉ còn nghiêm lập vẫn ở lại bám bên cạnh nghiêu hữu đạo thỉnh thoảng còn lầm bầm mấy câu chuyện đang yên đang lành sao đột nhiên lại thành ra thế này đúng là kỳ quái nghiêu hữu đạo ngồi trên đỉnh dùng trà một tay chống kiếm thỉnh thoảng cũng liếc sang nhìn nghiêm lập đang đi qua đi lại trước mặt hơi nghiến răng hận không thể rút kiếm đâm lão ra hỏa này mới kiếm cho ông ta chảy máu đỡ phải lại nhải mãi không thôi hắn không ngu sao có thể không nhận ra nghiêm lập vẫn còn đang nghi ngờ hắn cuối cùng hắn thật sự không kìm được nữa vứt ra một câu cút đi cho ta chỗ này không chào đón ông hắn thật sự không thể nghĩ được không biết lão gia hỏa này uống nhầm thuốc gì rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến hắn hắn cũng đã phủi sạch sẽ rồi không có chứng cứ nào chứng tỏ có thể liên quan đến hắn lão gia hỏa này lại cứ quanh co nghi ngờ hắn làm gì có đạo lý như vậy chứ muốn không tức giận cũng khó nghiêm lập lập tức xoay người nói như sư đệ cớ gì thẹn quá hóa giận dầm như hữu đạo vỗ bàn ta bực ông nội ông ông cứ ở đây lại nhải không thôi làm như lão tử không hiểu đấy à ta hỏi ông với tử kim động mà nói đàm phán thu lợi tốt hay giữ hai người kia lại thì tốt. Nghiêm lập, dĩ nhiên là đàm phán thu lợi tốt, cần hai người này làm cái gì? Nhiêu hiếu đạo hỏi lại, vậy theo ý ông, từ kim động không ngu, là ta ngu, là ta không thèm lợi ích mà muốn hai người không chịu quy thuận mình này, ta nuôi hai đệ tử thiên hỏa giáo trong tay được ích gì? chương 1382, biến cố 1. Nghiêm lập nghiêm túc nói, không thể nói như vậy được, hai người đó không có ích gì với từ kim động, nhưng với người thì khác dù sao cũng là hai nhân thủ mà cút nghiêu hữu đạo hét lên thực sự nổi giận lão già này nói cái gì cũng vô dụng làm gì có loại người như vậy nói lý không được đành phải cãi cùn lão tử không rảnh càn quấy với ông người đâu lôi ông ta ra ngoài cho ta nghiêu sư đệ ta chỉ nói vậy thôi cần gì nổi nóng thế người chuẩn bị thêm chút rượu thịt trời tối rồi tối nay ta ăn chỗ ngươi ta bảo ông cút nghe thấy chưa nghiêm trưởng lão mời Nghiêm lập rất bất đắc dĩ, chủ nhân không giữ khách nên thực sự bị mấy người mời ra ngoài. Sau đó quản phương nghi lộ diện, hơi lo lắng nói, đạo gia, nghiêm lập này hình như đã nghi ngờ ngài, không sao chứ. Nghiêu hiểu đạo tức giận nói, hắn ngày nào không nghi ngờ ta. Ta tùy tiện đánh giắm một cái hắn cũng phải nghi ngờ nửa ngày. Thứ chó, lão già khốn kiếp, suốt ngày ăn chơi chỗ lão tử. Thứ sói mắt trắng cho ăn mãi không no, nhìn thấy hắn là phiền, sau này không được sự đồng ý của ta, không cho phép hắn vào cửa. Còn muốn ăn lão tử, ta cho dụng hết răng, truyền lời của ta, bảo bên Bắc Châu động thủ, giết hết người của hắn cho ta. Trời cao vô ngần, mấy con phi cầm cỡ lớn chở khách bay giữa trời mây đuổi theo ánh tịch dương. Cả người văn vũ yên được ánh trời chiều chiếu sáng lấp lánh đột nhiên buông tiếng thở dài. Trưởng lão cùng cưỡi trung phi cầm nhìn ông ta một cái, hỏi trưởng môn, cớ gì lại thở dài. Văn Vũ Yên hơi lắc đầu nói, không có gì trưởng lão lại hỏi chuyện của côn lâm thủ quyết định thế này không đàm phán nữa sao trước đó lão đã muốn hỏi nhưng thấy văn vũ yên như đang suy nghĩ điều gì nên không dám quấy dày giờ thấy ông ta đã hồi thân nên dĩ nhiên mà muốn giải đáp nghi hoặc trong lòng văn vũ yên hỏi một đằng trả lời một nẻo lại chắp tay buông tiếng thở dài thư hẳn là nghiêu hữu đạo gửi trưởng lão nghi hoặc nếu biết là hắn gửi vì sao hắn giả vờ giả việt như vậy mà trưởng môn không nói trắng ra chẳng lẽ hắn có ước định gì cũng không phải Văn Vũ Yên lắc đầu, làm sao có thể nói trắng ra được. Người có chứng cứ sao? Dựa vào cái gì để nói bức thư kia là hắn gửi, chắc chắn hắn sẽ không thừa nhận. Người không đem ra được chứng cứ, từ kim động sẽ không tránh khỏi nghi ngờ chúng ta đang dở bài ly gián. Giờ ngẫm nghĩ lại, trả trách người đưa tin lại không chịu để lộ thân phận, tuổi còn trẻ mà đã đa mưu túc trí. Cho dù ta có nói trắng ra thì kết quả của chuyện này cũng có thể thay đổi được sao? Trưởng lão, chỉ ít cũng khiến cho nghiêu hữu đạo kia không dễ sống, tránh hắn lại thần thần quỷ quỷ dở trò với thiên hỏa giáo ta. Văn Vũ Yên, không cần nói mấy câu khí thế này nữa. Như hiểu đạo có thể có thành tựu như ngày hôm nay cô phải là ngẫu nhiên, hôm nay vừa gặp mặt là biết hắn có tầm nhìn rất xa, có trí cao hơn tuổi, ta không thể so sánh được. Trưởng lão hơi bất mãn, lời này của trưởng môn khó tránh khỏi hơi bất công, đương nhiên, ta thừa nhận thật sự là hắn có chút năng lực, bằng không thì cũng không thể đi được như ngày hôm nay, nhưng ngs ta cũng chưa hẳn không thể so được với hắn như trưởng môn nói chẳng lẽ đường đường là thiên hỏa giáo nhân tài đầy dẫy như chúng ta mà không bằng mình như hữu đạo hắn sao văn vũ yên mỉm cười thả một bàn tay sau lưng ra phất phất ý không muốn tiếp tục đề tài này nữa có điều vẫn buông thêm một câu côn lâm thụ người này vẫn trọng tình nghĩa truyền lời của ta trông chừng kỹ bằng trác nhưng không được đối xử lạnh nhạt trưởng lão trố mắt trợt trầm giọng nói trưởng môn lời này của người ta không thể tán thành ta biết trước đây người thiên vị côn lâm thụ, ở Mao Lư biệt viện của Ngưu Hữu đạo người cũng đã nói ra nghiệp muốn bồi dưỡng hắn. Nhưng tình hình hiện nay như thế nào, hắn là phản đồ vong ân phụ nghĩa đã phản bội thiên hỏa giáo ta, trưởng môn còn nói hắn trọng tình nghĩa, có nghiệt đồ trọng tình nghĩa như vậy sao? Nếu để đệ tử trong môn nghe thấy thì sẽ nghĩ gì? Vẫn mong trưởng môn cẩn thận lời nói, Văn Vũ Yên trầm mặc như đối phương nói, chuyện côn lâm thụ như vậy, thật sự là không tiện nói giúp côn lâm thụ nữa, phản đồ, ông cũng không thể nào nói giúp người phản bội tông môn nếu không chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn trong môn nếu đặt vào thời điểm sớm hơn một chút ông ta cũng sẽ không nói tốt về côn lâm thụ nhưng từ khi nhìn thấu mánh khóe của nghiêu hữu đạo ông ta bắt đầu nghĩ lại vì sao nghiêu hữu đạo phí hết tâm tư muốn có được côn lâm thụ điều này chứng tỏ nghiêu hữu đạo coi trọng côn lâm thụ cảm thấy có chỗ hữu dụng ai lại đi cần thứ phế vật vô dụng chứ vì sao lại coi trọng thì còn cần nhiều lời sao Côn Lâm Thụ là người duy nhất trong số đệ tử đời thứ ba của thiên hỏa giáo luyện thành thiên hỏa vô cực thuật. Cho dù là về phương diện đầu óc và tính cách khó kế thừa đại nghiệp thiên hỏa giáo nhưng cũng không thể phủ nhận là thiên tài ở phương diện nào đó, và cũng là nhân tài mấy trăm năm mới có một của cả thiên hỏa giáo, cũng là người thiên hỏa giáo đã đầu tư không ít tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, chỉ vì hao tổn của môn phái mà ép đi thật sự thích hợp sao. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ban nãy ông ta khen Ngưu hữu đạo có tầm nhìn lâu dài người ngay cả người ngoài còn muốn có được bản thân thiên hỏa giáo lại muốn từ bỏ bảo sao ông ta lại có thể không suy nghĩ lại ông ta không phải là các trưởng lão bên dưới ông ta là trưởng môn thiên hỏa giáo gánh vác trọng trách từ trên xuống dưới suy nghĩa của trưởng lão và suy nghĩ của trưởng môn vì cấp độ cao thấp khác nhau nên suy nghĩ cũng khác nhau đây cũng chính là nguyên nhân lúc đầu ông ta tìm côn lâm thụ nói chuyện muốn nâng đỡ cho côn lâm thụ về sau những gì côn lâm thụ làm thực sự đã chọc giận ông ta thay đổi ý định của ông ta làm ông ta cảm thấy bùn nhão không dính lên tường được nhưng hôm nay chính như hữu đạo đã giúp ông ta một lần nữa tỉnh ngộ lại đương nhiên trước kia cũng có thể do các trưởng lão trong môn phái tạo áp lực tập thể làm ông ta lưỡng lự lo lắng quá nhiều nên không biết một trưởng môn nên kiên trì với điều gì thiên tài thiên hỏa giáo phải đầu tư nhiều tài nguyên như vậy mới bồi dưỡng được sao có thể không dùng cho mình mà lại chắp tay nhường cho người khác thế nhưng tình hình côn lâm thụ bây giờ thực sự không thể nào quay lại thiên hỏa giáo nữa một khi trở về, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, một môn phái há có thể nhân nhượng một phản đồ. Chắc chắn sẽ phải nghiêm trị, từ trên xuống dưới môn phái đều oán giật, dính líu đến đại nghĩa tông môn, ngay cả trưởng môn như ông ta cũng không thể bảo vệ được côn lâm thụ nữa. Hành vi của Ngưu Hữu Đạo cũng nhắc nhở ông ta, ông ta phải đối mặt với trên dưới thiên hỏa giáo, Ngưu Hữu Đạo há không phải đối mặt với vài phương diện bên từ kim động, Ngưu Hữu Đạo còn biết đi đường vòng, vì sao ông ta lại không biết lối đi chứ? Cho nên, ông ta quả quyết từ bỏ chuyện đưa côn lâm thụ trở về, cũng lười chẳng thèm đàm phán tiếp với tử kim động, chỉ tùy tiện đưa ra cái giá, làm ra vẻ thiên hỏa giáo không thể khuất phục cho người trong môn thấy là được. Côn lâm thụ nắm dư bí thuật trí cao của thiên hỏa giáo rồi, tu luyện ở đâu cũng vậy. Mấu chốt của vấn đề là tương lai, tương lai có thể có ích cho thiên hỏa giáo hay không, chuyến đi thánh cảnh chính là bước ngoặt. Ban nãy ông ta nói côn lâm thụ trọng tình nghĩa thật ra không phải là nói giúp côn lâm thụ, mà là mạch suy nghĩ giải quyết tiếp theo của ông ta, có điều trưởng lão nghe không hiểu mà thôi, ông ta cũng sẽ không giải thích, có nói rõ ràng thì cũng chẳng ai đồng ý để ông ta làm như vây, chuyện dung túng phản đồ trưởng muôn ông ta cũng không tiện làm. chương 1383, Biến Cố 2 Chính điều này cũng dẫn đến câu sau của ông ta, trông chặt bằng chác, nhưng không được lạnh nhạt, mục đích là không thể cắt đứt tình cảm giữa côn lâm thụ và thiên hỏa giáo. Thái độ của trưởng lão ở bên hơi tức giận, cũng khiến ông ta che giấu đi tâm tư, chuyện tiếp theo nên làm như thế nào ông ta tự có chừng mực sẽ không thương lượng với trong môn nữa bên ngoài hoàng cung tấn quốc một chiếc xe ngựa dừng lại thiệu bình ba xuống xe ngựa cầm lệnh bài hát thủy đài qua được thủ vệ canh giữ chặt cửa cung vội vã đi vào hoàng cung lệnh bài là do đại nội tổng quản đào lược chấp trưởng hát thủy đài đưa cho y đương nhiên cũng đã được sự đồng ý và cho phép của hoàng đế hiện tại những việc thiệu bình ba lo liệu cần giữ bí mật lại cần kịp thời liên hệ với trong cung phải cho thiệu bình ba quyền hạn thông hành nhất định Thiệu Bình Ba cầm lệnh bài này trong tay có thể không cần thông báo, dùng thân phận thám tử cơ mật hắc thủy đài đi thẳng vào trong cung, gặp tổng quản đại nội đào lược bất cứ lúc nào. Thiệu Bình Ba đi rất nhanh, sắc mặt nghiêm túc, y không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đại sứ Hoàng đế giao cho y lúc trước vẫn luôn hối thúc y nhanh chóng hoàn thành đại sự, y đã thúc đẩy đến thời khắc mấu chốt, đã nắm được khâu quan trọng nhất, cũng báo cho Hoàng đế chuẩn bị. Hắn muốn bắt đầu triển khai đòn chí mạng với vệ quốc, Hoàng đế cũng cho phép, đồng thời rất vui mừng, còn liên mồn khen giỏi. Ai ngờ ban nãy, đào lược đột nhiên phái người thông báo cho y, lệnh y lập tức tạm dừng kế hoạch bí mật trong tay, không được để xảy ra sai sót. Đào lược không nói rõ nguyên nhân, chỉ bảo y tạm dừng, người truyền lời cũng không biết có ý gì, chỉ nói là đại tổng quản truyền chỉ phụng theo ý chỉ của bệ hạ. Trước đó luôn hối hối hối, giờ đột nhiên hoàng đế lại bảo y dừng lại, mà còn dừng lại vào thời khắc mấu chốt, thiệu bình ba hơi khó tiếp nhận, thành bại của việc này liên quan đến tiền đồ của y ở Tấn Quốc, Mấy năm nay y dốc hết tâm huyết mưu đồ việc này là vì cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y không thể không làm cho rõ ràng nên liền vội vàng vào cung. Thiệu Bình ba dựa vào lệnh bài trong tay, cả đường đi thông suốt, đi thẳng vào trong đại nội, gặp mặt được Tổng quản đại nội Đào Lược. Hình như Đào Lược biết y sẽ tới, đưa tay ra hiệu y yên tâm đừng vội, ban nãy có vài vị đại thần cầu kiến, bệ hạ đang hội kiến, Thiệu đại nhân hãy chờ một lát. Thiệu Bình ba muốn nói lại thôi rất muốn hỏi thử đào lược đã có chuyện gì xảy ra y tin hẳn đào lược sẽ biết một nhóm cung nữ bưng đồ đi ngang qua ánh mắt đào lược quét xung quanh khẽ lắc đầu với y thiệu bình ba khom người với ông ta hiểu ý ông ta trong cung không phải nơi thanh tịnh gì có tai mắt của rất nhiều thế lực trong triều nơi này không phải nơi bàn chuyện cơ mật một khi để lộ bí mật hậu quả khó mà lường được mặc dù y sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể kìm chế lại vì thái độ này của đào lược y đã có phán đoán nhất định có lẽ kế hoạch sẽ không bị hủy bỏ, nhưng không biết là đã xảy ra biến cố gì. Lần chờ đợi này của Thiệu Bình Ba kéo dài nửa canh giờ, nửa canh giờ sau thấy ba vị đại thần ra khỏi ngự thư phòng, lúc này Đào Lược mới phất tay ra hiệu, lệnh đi tiến vào ngự thư phòng. Tuy Đào Lược đã đưa Thiệu Bình Ba vào thẳng ngự thư phòng nhưng vẫn lên tiếng báo, "Bệ hạ, Thiệu đại nhân đến." Thái thúc Hùng ngồi sau án ném văn bản trong tay xuống, nhìn Thiệu Bình Ba hành lễ, đứng dậy đi vòng ra, biết ngươi sẽ chạy tới nên cô vương cũng đang chờ ngươi thiệu bình ba chắp tay nói vi thần không rõ việc đã đến nước này vì sao bệ hạ lại muốn tạm dừng kế hoạch thái thúc hùng trầm ngâm nói cô vương rất rõ vụ phủ có ý nghĩa gì đối với huyền vi đây là con mắt và lỗ tai của huyền vi huyền vi dễ dàng giao quyền lực của vụ phủ ra như vậy cô vương nghĩ thế nào cũng cảm thấy lạ người chắc chắn không có vấn đề chứ không phải vì chuyện này đấy chứ thiệu bình ba cảm thấy không đúng thái thúc hùng không phải là người do dự không quả quyết y lập tức đảm bảo nói vi thần nguyện lấy đầu bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề gì. Những năm này vi thần luôn chú ý quan sát kỹ huyền vi, chú ý nhất cử nhất động của nàng ta, căn cứ theo các dấu hiệu, vi thần đoán, hình như huyền vi bị ảnh hưởng của nữ nhi tình trường nên có ý định rút lui. Quan trọng hơn là, huyền vi đã cai quản vệ quốc rất lâu, cây lớn dễ dài, sức ảnh hưởng to lớn, thứ gì nàng ta thả ra cũng có thể thoải mái lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng những thứ này không hề quan trọng, bệ hạ, chúng ta phải tranh thủ thời cơ đánh một đòn chí mạng. Bệ hạ, bên huyền thừa thiên đã kích động đến mức nhất định rồi bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ cơ hội tốt đẹp như vậy vì sao còn phải ngồi nhìn không phải bệ hạ luôn chờ ngày này đến sao thái thúc hùng chắp tay đi qua đi lại nói không phải cô vương muốn ngồi nhìn sau khi nhận được bẩm báo của ngươi vương lập tức liên hệ khí vân tông chiến sự nổ ra tất nhiên cần một lượng lớn tu sĩ của khí vân tông phối hợp cũng cần khí vân tông chuẩn bị cùng nhưng khí vân tông lại lo lắng về việc động thủ với bên kia vào lúc này không tán thành động thủ vào lúc này nên cô vương cũng chỉ có thể tạm dừng. Khí vân tông can thiệp rồi, thiệu bình ba giật nảy cả mình, cái này, bệ hạ, thế này là thế nào? Khí vân tông không thể như vậy, thái thúc hùng dừng bước trước mặt y, chậm rãi nói, lần trước ở bí cảnh thiên đô ngươi quên rồi sao? Vì chuyện bí cảnh thiên đô, phiêu miếu các truyền lệnh thiên hạ, lệnh cưỡng chế thiên hạ ngưng chiến, trực tiếp đóng băng chiến sự chư quốc. Thiệu bình ba sững sờ, trong đầu hiện lên cái gì đó, thết ra chẳng lẽ là Thánh cảnh. Thái Thúc Hùng gật đầu mỉm cười, nói chuyện với người thông minh đúng là bất việc. Không sai, cũng vì Thánh cảnh, lần này Thánh cảnh cần các phái cử người đi rèn luyện. Nếu như khai chiến vào lúc này, lỡ phiếu miếu các lại đóng băng chiến sự lần nữa, vậy thì trò chơi này chơi lớn rồi. Trận chiến này, một khi phát động tiến công với vệ quốc phải dùng khí thế lôi đình tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài. Một khi chiến sự bị đóng băng Vệ quốc và Tề quốc sẽ có đủ thời gian để dẹp yên nội loạn, Huyền Vi cũng có thời gian thu dọn lại cục diện, tất cả những gì ngươi trăm phương ngàn kế chuẩn bị đều phải uổng phí, tấn quốc ta cũng hao phí không quốc lực, đối mặt với liên thủ của hai nước cuối cùng vẫn phải rút binh hoàn toàn. Lo lắng của bên Tông môn cũng có lý nên mới phải khẩn cấp tạm dừng kế hoạch của ngươi giữa chừng. Nói đến đây, ông ta cũng không kìm được buông tiếng thở dài, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống đóng băng chiến sự như bí cảnh Thiên Đô lần trước, nhưng lỡ như thì sao? Lần trước danh sách đề cử vào bí cảnh thiên đô của các phái, vì chiến sự quấy nhiễu nên chỉ có thể đóng băng, huống hồ lần này lại dính đến thánh cảnh, là chuyện ngay cả phiêu miếu các cũng không dám qua loa sự tình, chưa chắc đã không xảy ra chuyện đóng băng chiến sự lần nữa. Trận chiến với vệ không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng những tấn quốc phải chịu tổn thất to lớn, vệ quốc và tề quốc sẽ không cho chúng ta cơ hội tốt như vậy nữa. Nếu là vì như vậy thì Thiệu Bình Ba còn có thể nói gì, trong lòng y tràn đầy bất đắc dĩ, vi thần hiểu, bệ hạ anh minh, khí vân tông nhìn xa trông rộng, là vi thần cân nhắc không chu toàn. Chỉ là chuyện này không biết phải giảm dừng tới khi nào. Huyền thừa thiên quen thói ăn chơi, không phải là kẻ có ý chí kiên định gì, vi thần chỉ sợ cơ kích động của huyền thừa thiên bị nguội lại thì sẽ đánh mất thời cơ tốt. Thái Thúc Hùng, Cô Vương và Khí Vân Tông đã bàn bạc rồi, chờ, sẽ không chờ lâu lắm đâu, mà cũng chẳng thể chờ lâu được, đợi sau khi danh sách vào thánh cảnh được duyệt, chờ khi những người có liên quan đã vào thánh cảnh thì chính là lúc ngươi hoạt động tay chân. chương 1384, tuổi trẻ thật tốt. Đợi người vào thánh cảnh rồi, trong lòng thiệu bình ba thầm tính toán, đúng là rất nhanh, đúng là không bao lâu nữa, tảng đá trong lòng coi như được đặt xuống, chắp tay nói, vi thần tuân chỉ. Bên huyền thừa thiên vệ quốc, vi thần sẽ cố gắng ổn định, kéo dài một chút, cố gắng để không làm lệch hướng kế hoạch. Thái Thúc Hùng chỉ vào y, nếu có thể thành công, cô Vương nhớ người đầu công, đến lúc đó luận công ban thưởng cũng danh chính ngôn thuận. Ông ta cũng biết Thiệu Bình Ba muốn cái gì, dùng cái này để khích lệ. Chuyện lịch duyệt thánh cảnh ảnh hưởng rất lớn đến nội bộ các phái lớn trong thiên hạ, rất nhiều người đều đang suy đoán dụng ý thực sự của cái gọi là lịch duyệt lần này là gì nhưng không ai có thể hiểu được, bao gồm của Ngưu Hữu Đạo cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc chín vị cao cao tại thượng kia muốn làm gì. Còn các nơi trong thiên hạ trên căn bản nên làm gì vẫn làm đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ không chịu ảnh hưởng gì. Ý đồ của tử kim động thất bại, thiên hỏa giáo trực tiếp vứt bỏ côn lâm thụ, tử kim động chủ động liên hệ với thiên hỏa giáo, muốn đàm phán lại và hạ giá, thiên hỏa giáo không rảnh để ý khiến tử kim động không thể làm gì được. Bảo côn lâm thụ giao ra bí thuật trí cao của thiên hỏa giáo, côn lâm thụ thả chết không nghe. Nếu nói giết côn lâm thụ, tử kim động sẽ không làm vậy, giết chẳng phải lời cho thiên hỏa giáo sao, giữ lại hai người khiến thiên hỏa giáo chán ghét cũng tốt không phải các ngươi không chịu bỏ tiền chuộc hai người này về sao? Vậy thì giữ lại cho các ngươi tức chết. Mặt khác, thiên hỏa giáo cho người chủ động liên lạc với Ngưu Hữu Đạo, lấy cớ bàn bạc việc để Côn Lâm Thụ đi thánh cảnh, nhưng trên thực tế là để lại kim xí trực tiếp liên hệ, tạo ra liên lạc trực tiếp với Ngưu Hữu Đạo. Vì cái gọi là liên lạc này đã để lại kim xí truyền tin trực tiếp liên hệ, hành động này khiến Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ rất lâu, cảm thấy hình như không đơn giản như vậy nhưng lại không thể hiểu được Văn Vũ Yên muốn làm gì. Tần Quốc vừa lập, cần một lượng lớn tiền tài, cuối cùng hiểu nguyệt các cũng bắt đầu ủ rượu kiếm tiền. Hành động này vừa thực hiện lại rước cho Ngưu Hữu Đạo một mớ phiền toái. Hắn bị cả đám tử kim động gọi đến đòi câu trả lời khiến Ngưu Hữu Đạo phải phí một phen miệng lưỡi. Trong đại điện nghị sự, Ngưu Hữu Đạo phát hiện thái độ của Nghiêm Lập đã thay đổi, luôn làm khó dễ hắn khi bị mọi người tra hỏi. Tóm lại Ngưu Hữu Đạo vẫn phủi sạch sẽ, nhất quyết nói không liên quan gì đến hắn, dù sao bản thân hắn cũng đã không dám trưng cất rượu nữa, hắn bảo tử kim động đi tìm hiểu nguyệt các và toa như lai để hỏi tình hình đi hắn biết tử kim động không dám đi hỏi toa như lai còn vì hiểu nguyệt các muốn độc chiếm mối làm ăn nên chắc chắn cũng sẽ phối hợp với hắn chuyện này tử kim động không có chứng cứ thì chẳng thể làm gì được hắn cả lúc rời khỏi đại điện nghị sự nghiêm lập đuổi theo nghiêu hữu đạo đập một phong thư suýt thì trúng mặt nghiêu hữu đạo hai ngón tay nghiêu hữu đạo kẹp lấy bức thư rơi xuống rồi đọc trong thư không có gì khác là đệ tử nhất hệ của nghiêm lập truyền báo nói quan viên bên này sắp xếp đi Bắc Châu lại bị giết, bên Bắc Châu đột nhiên động thủ, giết sạch người nghiêm lập sắp xếp đi không còn một mống. Có ý gì, như hữu đạo vứt thư lại vào mặt ông ta, nghiêm lập chụp lấy bức thư, giận dữ mắng mỏ, người còn mặt mũi hỏi ta có ý gì sao? Người đã đồng ý với ta chuyện gì, nói cái gì mà không động vào người của ta, còn bảo ta đưa danh sách cho ngươi. Kết quả ngươi lại dựa vào danh sách để ra tay không sót một tên, ngươi muốn làm gì chứ? Như Hữu đạo lạnh nhạt nói, là ta ra lệnh làm đấy, sao? Nghiêm lập, sao? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta câu trả lời. Nghiêu hữu đạo, trả lời cái gì? Lão tử coi ông là bằng hiếu, là sư huynh, là bạn vong niên, ông coi lão tử là trộm để phòng, cả ngày hoài nghi ta cái này, hoài nghi ta kia, cả ngày nghĩ cách làm sao hủy hoại ta, lương tâm của ông bị chó ăn rồi mà còn muốn ta trả lời ông cái gì? Nghiêm lập hơi giật mình, giải thích ta, ta, hủy hoại ngươi lúc nào? lúc nói lời này bản thân ông ta cũng không có chút sức lực nào. như hữu đạo giận dữ mắng mỏ, lừa gạt, tiếp tục lừa gạt. ta từng gặp nhiều kẻ khốn nạn nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như ông. một tay lấy chỗ tốt bên lão tử, một tay hại ta. ông coi ta là thằng ngu à? trả lời cái quái gì? là ta hạ lệnh làm đấy. vì lão tử nhìn ông không vừa mắt. ông có bản lĩnh thì đi cáo trạng với tông môn đi. ông có bản lĩnh thì cáo trạng với triều đình đi. Ông có bản lĩnh thì ăn cây táo rào cây sung cấu kết với tiêu giao cung và linh kiếm sơn đối phó với trưởng lão tử kim động ta đây đi, ta chờ đấy. Ta nói cho ông biết, sau này lợi ích của Bắc Châu sẽ không liên quan gì đến ông nữa. Ông dám phái một người ta sẽ giết chết một người. nghiêm lập giận tím mặt, nhiều hiểu đạo, người đừng phách lối quá mức, đừng quên đây là đâu, đây là tử kim động không phải mau lư sơn trang của ngươi, sau này ngươi còn phải lăn lộn ở đâu, phách lối quá mức không có lợi cho ngươi đâu, lão phu cũng không phải bùn nặn a à, còn nổi giận, như hữu đạo cắm kiếm xuống đất, sắn hai tay áo lên, nào, chúng ta đừng đấu võ mồm nữa, chúng ta đấu công phu, chúng ta đấu đơn, ai thắng người ấy nói sao nghe vậy, xem thử ai là bùn nặn. Ta không rảnh chơi với ngươi, nghiêm lập phất tay áo bỏ đi, nói đùa gì vậy, đường đường là hai trưởng lão, vì chút lợi ích đánh nhau ở tông môn, như hữu đạo có thể không cần thể diện nhưng ông ta vẫn phải cân nhắc môn quy. Đừng chạy, như hữu đạo dành trước một bước, kéo ống tay áo của ông ta, được, không đánh cũng được, hôm nay ai đúng ai sai chúng ta phải nói cho rõ ràng, đi, chúng ta đi quy miên các, nói rõ mọi chuyện trước mặt sư phụ ta, ông có bản lĩnh thì hãy nói lại những lời ban nãy với sư phụ ta đi. Nói xong hắn định kéo thẳng nghiêm lập đi, người buông tay, nghiêm lập trở tay giật lại ống tay áo, sợ thằng này xé rách ống tay áo của mình. Hai người không ngừng vật lộn đã hấp dẫn rất nhiều đệ tử đứng từ xa xem. Rõ ràng nghiêm trưởng lão muốn chạy nhưng lại bị nghiêu trưởng lão níu lại không thả cũng không biết hai người đang cái cọ gì mà mặt đỏ tía tai. Quản Phương Nghi đứng chờ cách đó không xa thấy vậy vội vàng lách mình tới, kinh ngạc nói, đạo gia, các ngài đang làm gì vậy? như hữu đạo hô, giúp ta chế trụ hắn, kéo đi quy miên các. Chuyện này, Quản Phương Nghi do dự, nhìn chung quanh, làm vậy có thích hợp không? Các người đang làm gì đấy? Cung lâm sách nghe tin lách mình đến, đáp trên rìa núi trước mặt, quát một tiếng. Ông ta đang cảm thấy kỳ lạ, trước kia quan hệ hai người này không phải rất tốt sao? sao nói trở mặt là trở mặt thậm chí còn bất chấp thể diện trước mặt mọi người trưởng môn vừa hiện thân đệ tử xung quanh lập tức tản đi nghiêm lập và nghiêu hữu đạo cùng dừng tay nghiêu hữu đạo vẫn còn đang chỉnh lại ống tay áo bị nhăn vào quần áo bị kéo sộc sạch cung lâm sách lại lách mình đáp xuống đứng trước mặt giận dữ mắng mỏ đường đường là hai trưởng lão mà lại tranh chấp lôi kéo trước mặt các đệ tử như phường trợ búa lưu manh còn ra thể thống gì nữa chứ nghiêm lập trưởng môn là hắn vô lễ không phải ta như hữu đạo lập tức giành lời trưởng môn lão khốn này chẳng phải thứ tốt đẹp gì tìm ta đòi lợi ích ta không cho lão liền uy hiếp ta nói đây là từ kim động không phải mao lư sơn trang sau này vẫn còn phải lăn lộn ở đây đừng nên phách lối nói là chẳng có lợi gì cho ta nói sẽ thu thập ta ta muốn lôi lão đến quy miên các nói cho rõ ràng nhưng lão lại không chịu đi cung lâm sách lập tức liếc nhìn nghiêm lập với ánh mắt lạnh lẽo nghiêm lập cuống quyết giải thích sư huynh không có chuyện này, hắn nói hưu nói vượt. chương 1385, người không xứng là hậu. Một, ta nói hưu nói vượt, như hữu đạo lại đưa tay kéo ống tay áo của ông ta, thư, lấy ra cho trưởng môn xem cho ta. Ta còn nói sao ban nãy ở đại điện nghị sự ông cứ nhắm vào ta, trưởng môn, mau xem chứng cứ đi, thư chính là chứng cứ lão lấy việc công báo thủ riêng. Lấy việc công báo thủ riêng theo quy môn nên xử trí như thế nào? Từ sau khi lên làm trưởng lão Nghiêm Lập chưa từng đụng phải mấy chuyện này nên lập tức luống cuống tay chân, trong tình thế cấp bách liền thi pháp làm lá thư võ thành bột mịn, hủy bỏ chứng cứ này. Cung Lâm Sách lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiêm Lập, trước đó còn hơi nghi ngờ sao Nghiêm Lập có thể làm ra những chuyện như vậy. Giờ chính mắt nhìn thấy nên ông ta càng tin thêm mấy phần. "Trưởng môn, người nhìn đi, có tật giật mình, lão đang xóa bỏ chứng cứ đấy." Nưu Hữu đạo lập tức chỉ vào mớ bụi trắng bay đi sau khi bị đánh nát. "Cung Lâm Sách, làm bừa." mau cút về hết cho ta ông ta nắm giữ quyền phán xét của một môn phái có thể nói ra những lời này thực ra vẫn đứng về phía nghiêm lập nghiêu hữu đạo lại chỉ về phía nghiêm lập còn đang định nói gì đó thì bị cung lâm sách tức giận trừng mắt có phải lời nói của trưởng môn ta đây vô dụng với ngươi không nghiêu hữu đạo khẽ giật mình thở phì phì quay người rút kiếm trên mặt đất bước nhanh rời đi cung lâm sách quay đầu nhìn thấy nghiêm lập lại chỉnh y phục chửi ầm lên ngươi già cả hồ đồ rồi à? trước mặt nhiều đệ tử như vậy có thể ra vẻ trưởng lão một chút không hả? Trưởng môn, chuyện không phải như hắn nói đâu, thư là thư bên Bắc Châu, tên chó đó lại giết người ta sắp xếp đi, lý do là vì ta cứ hoài nghi hắn, hắn nói ta muốn hủy hoại hắn. Nghiêm lập kể lại đại khái tình hình, lúc này không có người ngoài, ông ta cũng chẳng có gì phải giấu giếm, vốn ông ta là người cùng hệ với trưởng môn. Cung lâm sách nhíu mày nói, cũng vì chuyện này ban nãy ở đại điện nghị sự ngươi đã trả đũa hắn. Ta, nghiêm lập không phản bác được, phát hiện đã làm ồn ào như vậy thì dù có lý ông ta cũng thành vô lý rồi. Cung lâm sách, hắn bao lớn, người bao lớn, bàn về tuổi tác, người đủ làm ông nội hắn, lôi lôi kéo kéo ồn ào như vậy, ai khó coi nhất. Ở một bên khác, như hữu đạo xuống núi ngay lập tức lại gống như người chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Quản phương nghi kinh ngạc hỏi, đạo gia, sao ngài động tay động chân với nghiêm lập, đã xảy ra chuyện gì à? Không có việc gì, giết người của Bắc Châu, chó già họ nghiêm không vui. Nghiêu hữu đạo cười ha ha rồi lại tiếp tục cảm khái thở dài, tuổi trẻ thật tốt. Quản phương nghi ngạc nhiên không hiểu, đây đã là lần thứ hai đối phương cảm khái. Nhưng sau khi ngợi, quản phương nghi vẫn nhắc nhở, đạo gia, tử kim động bên này cũng không quá thân cận với ngài, dù sao nghiêm lập là trưởng lão tử kim động, nếu họ đối cứng với ngài, quả thực là không tốt chút nào. Nghiêu hữu đạo hoàn toàn thất vọng, cô suy nghĩ nhiều rồi. Có vài người không nên đắc tội, còn có vài người đắc tội cũng không sao cả, mẫu thuần công khai không phải là chuyện xấu ta chính là muốn để vài phần mặt mũi cho nghiêm lão cẩu để ông ta thấy để tránh việc ông ta luôn nghi thần nghi quỷ với ta nếu ngay cả cho mấy phần cũng không cần khiến ta mất hứng ta lập tức gây chuyện với ông ta đến khi ông ta chịu thua mới thôi rõ ràng ông ta là chịu trách nhiệm từ kim động bên kia đến giảng hòa với ta về sau nếu như đổi thành người khác ta sẽ không phối hợp ta chỉ muốn nghiêm lập những người khác không đủ tư cách để ngồi nói chuyện với ta đến lúc đó cô tin hay không coi như nghiêm lập ngàn vạn lần không nguyện ý ông ta vẫn phải thành thành thật thật tới tìm ta dám đối cứng với ta ta sẽ gây hấn với ông ta đến khi không còn cách nào mới thôi nếu có năng lực thì vào bí cảnh thiên đô đi lão già trên tay đã không có con bài nào mà lại còn dám uy hiếp ta chờ xem quản phương nghi hiểu ý hắn nhịn không được mỉm cười ý của vị này là yên tâm đã có chỗ dựa chắc bà ta cũng yên lòng nhưng việc bà ta nên nhắc nhở vẫn phải nhắc đây cũng chính là ý của ngưu hữu đạo một người suy xét chu toàn cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sót, Ngưu Hữu Đạo cũng cần có người bên cạnh nhắc cho hắn. Đã hơn 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa. Quản Phương Nghi cười nhắc nhở một câu, lời này của bà ta quả thật là khơi gợi lên nỗi phiền muộn của Ngưu Hữu Đạo, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái mà đã qua nhiều năm như vậy. Ban đêm, bên trong một tòa phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng. Nghe trong phòng phát ra âm thanh khó nghe của đôi nam nữ, hoàng hậu nước Tống Huệ Thanh bình tức giận đến đến run lẩy bẩy bên cạnh có một ít đệ tử đi cùng, ai cũng cẩn thận từng ly từng tí, đều cảm thấy rất khó chịu, không nghĩ tới sẽ cùng sư phó đi phá loại chuyện như thế này. Nếu như theo đánh giá của trên dưới triều đình thì ngô công lĩnh không giống kiểu hoàng đế thường xuyên không ở trong cung. Người này luôn rời khỏi hoàng cung, đi cả đêm không về, từ đầu Huệ Thanh Bình chỉ nghĩ là nước tống vừa mới bình định nên khá bận rộn, sau đó nhận thấy có chút dị thường, phái đệ tử dưới trướng đi theo dõi, kết quả phát hiện ra ngô công lĩnh thường xuyên đến tòa phủ đệ này qua đêm. Lần này, rốt cuộc Huệ Thanh Bình cũng chạy đến xem xét Tường Tanner, kết quả thiếu chút nữa khiến bà ta tức điên lên. Các đệ tử đồng tiên các đứng ở ngoài phòng có chút xấu hổ, liên tục nháy mắt với những đệ tử theo tới đây, dường như oán trách tại sao lại để hoàng hậu chạy đến đây. Các đệ tử đồng tiên các kia cũng bất đắc dĩ vì chẳng ai có thể ngăn cản Huệ Thanh Bình, đột nhiên hoàng hậu chạy đến, vị hoàng hậu này lại vô cùng cường thế, muốn vào thì có thể chặn lại không cho vào sao? Cũng không nghĩ tới mới giờ này mà Ngô Công Lĩnh đã hoan hỉ rồi để ta vào bên trong bắt đôi cầu nam cầu nữ kia huệ thanh bình đang tức giận đến phát run đột nhiên quát lên một câu các đệ tử nhìn nhau người nhìn ta ta nhìn ngươi không ai dám làm bậy cũng đều là nữ nhân cả tình huống bên trong kia có thể nghĩ ra được làm sao các nàng dám đi vào trái lại động tĩnh bên trong phòng ngừng lại bởi vì giọng nói này rồi tiếng ngô công lĩnh vang lên bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy ngoài cửa đệ tử đồng tiên các gõ cửa lớn tiếng nói bệ hạ hoàng hậu nương nương tới. Ngay sau đó, trong phòng hình như vang lên tiếng ma sát quần áo, còn có tiếng khi đụng vào ghế. Huệ Thanh Bình nhịn không được, bước nhanh, xông thẳng vào, thủ vệ canh giữ cửa và đệ tử đồng tiên các giơ tay ngăn lại. Tránh ra, Huệ Thanh Bình quát lên rồi xông vào, thân phận của bà ta, ai dám ngăn cản, bà ta xông, đạp tung cửa dầm một cái, thiếu chút nữa là đạp bay cả cánh cửa đi. Trong phòng, ngô công lĩnh đang tay chân luống cuống mặc quần áo, trên giường thì lộn xộn. Ánh mắt lạnh lẽo của Huệ Thanh Bình nhìn khắp nơi trong phòng thì chỉ thấy có mỗi ngô công lĩnh, nhưng lại mùi kia, bà ta cũng không xa lạ gì. Mặc kệ ngô công lĩnh ha ha nói, Bình Bình, sao nàng lại tới đây? Huệ Thanh Bình nói, người đang làm gì? Ngô công lĩnh thở dài, ở bên ngoài bôn ba mệt mỏi, vừa nằm xuống để nghỉ ngơi, nghe nói nàng đến, đành phải bỏ dậy. Huệ Thanh Bình chậm rãi tới gần, nơi này cách nội cung cũng không xa, vì sao ở bên ngoài qua đêm mà không trở về nhà? Ngô công lĩnh từ từ lùi lại, Cà Lâm nói, ta mà trở về trong cùng thì thế nào cũng phải gọi kẻ hầu người hạ, ta lại không muốn phiền phức, dù sao ngày mai cũng phải ra ngoài nên ở bên ngoài nghỉ ngơi luôn, như vậy bất việc, cũng không muốn làm phiền sĩ môn. Ánh mắt nhìn Huệ Thanh Bình đang đi tới gần giường, có chút căng thẳng. Trong căn phòng này, chỗ có thể giấu người không có nhiều. ầm, uhm, đột nhiên, Huệ Thanh Bình đạp một cước vào giường, khiến dưới giường phát ra tiếng động rụt lại. Trường 1386, người không xứng là hậu. Hai Huệ Thanh Bình nhanh chóng hất tay áo lên, bên trong cuộn lên từng trận gió, giường hoa ầm ầm dịch chuyển sang một bên, chỉ thấy một mỹ nhân làn da trắng nõn trần chuồng đang ôm y phục, nằm co quắp, run lẩy bẩy trên mặt đất, dáng vẻ dịu dàng, mềm mại, tóc dài toán loạn, một màn này không chịu nổi. Nữ tử trần chuồng này cũng không phải là người bình thường, nguyên là phi tử của mục trác chân. Hậu cung giai lệ của mục trác chân, ngoại trừ luận công ban thưởng cho những tướng sĩ dưới trướng, những mỹ nhân xuất chúng, tư sắc tốt nhất đều được ngô công lĩnh giữ lại. Huệ Thanh Bình là trưởng lão thiên nữ giáo có thực lực, ngô công lính cũng không dám dẫn về trong cung, có hứng thú cũng chỉ dám ở ngoài cung tận hưởng. Thật ra, hắn trong khoảng thời gian này ở bên ngoài bôn ba quả thực là rất bận rộn, chỉ là ngẫu nhiên đến tận hưởng một chút mà thôi, không nghĩ tới lần này lại bị bắt được. Nhìn thấy một màn này, còn cần phải giải thích sao? Mặt Huệ Thanh Bình tràn đầy sự tức giận, một tay bóc cổ nữ nhân kia nhấc lên. Nữ nhân kia bị bóp cổ buông y phục xuống, mặt đỏ bừng lên, tứ chi dãy ruộng, không nói được câu nào. Mắt thấy Huệ Thanh Bình có ý định giết người, Ngô Công Lĩnh tự rằng mình không phải là đối thủ của bà ta, cũng bị hù dọa, bởi vì biết ông ta đã chọc giận Huệ Thanh Bình, lúc này hô to cứu giá. Cứu giá, bị dọa nên khiến đôi chân trần đầy lông lá lảo đảo lùi lại. Ngoài phòng, một đám hộ vệ đồng tiên các xông vào, còn có cao thủ hộ vệ tam đại phái của nước Tống cũng nhanh chóng phá phòng vào. Nhìn thấy cảnh này, một đám tu sĩ cũng xấu hổ, nữ nhân của Hoàng đế Trần Chuồng bị Huệ Thanh Bình bóp cổ, Bọn họ nghĩ không nhìn thấy mới là chuyện lạ. Không nói hai lời, Huệ Thanh Bình cười khẩy, cổ tay vặn một cái, rắc một tiếng, tại chỗ đó bẻ gãy cổ nữ nhân kia, nhẹ buông tay, nữ nhân kia ngã vật ra đất, co quắp, miệng và mũi chảy máu, không chết cũng không xong. Ngô Công Lĩnh hai mắt trợn to, nữ nhân này cho dù là tư sắc hay cái gì khác cũng đều chiếm được sự yêu thích của ông ta, là nữ nhân mà ông ta khá là yêu thích, kết quả là ngay tại trước mặt ông ta, bị Huệ Thanh Bình giết chết rồi. Ông ta cũng bị Huệ Thanh Bình chọc giận, lồng ngực phập phồng, dần dần lên cơn giận dữ. Có một đám cao thủ bảo vệ nên cũng không sợ, đột nhiên giận dữ hết bắt lại. Bắt lại tiện nhân kia cho ta, vẻ mặt bọn hộ vệ rất là khó xử. Ta xem ai dám, Huệ Thanh Bình quát lên, lắc mình một cái về phía ngô công lĩnh, nhất định phải giáo huấn ngô công lĩnh mới được. Một đám hộ vệ vốn không dám tùy tiện động thủ với bà ta, có thể thấy được hành động của bà ta dưới cơn thịnh nộ, nào dám để ngô công lĩnh xảy ra chuyện. Ngô Công Linh liên quan đến toàn bộ sự ổn định của nước Tống, nếu như ông ta mà xảy ra việc gì, các tu sĩ ở đây sẽ phải ăn nói thế nào với Tông Môn đây? Cả đám không dám ra tay, lần này, một đám người bị Huệ Thành Bình bức không xuất thủ là không thể được. Trong nháy mắt, hai bên đánh nhau ầm ầm, dưới cơn thịnh nộ Huệ Thanh Bình ra tay không hề lưu tình chút nào, ngược lại xà nhà trong phòng sập, gạch ngói bay ra tứ phía. Mấy tên cao thủ bảo vệ Ngô Công Linh chạy trốn, Huệ Thanh Bình đuổi đến cùng sau khi hai bên cố gắng hết sức đối với người được tam đại phái của nước tống cử tới để bảo vệ ngô công lĩnh mà nói thực lực của huệ thanh bình có vẻ hơi yếu kém đệ tử của huệ thanh bình cũng không dám làm gì với ngô công lĩnh cuối cùng thấy huệ thanh bình không hề biết kiềm chế lại thậm chí ra tay giết chết mấy tu sĩ hộ vệ của tam đại phái vì sự an toàn của ngô công lĩnh cao thủ tam đại phái của nước tống không thể không hợp lực bắt bà ta lại dưới tình thế cấp bách đệ tử thiên nữ giáo đến cứu sư phó cũng lần lượt bị bắt lại rồi thấy Huệ Thanh Bình đã bị khống chế, Ngô Công Lĩnh xông ra, chân trần đi tới, bị một mảnh ngói trên mặt đất đâm vào chân khá đau, ông ta đi khập khiếng, nhưng vẫn nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Huệ Thanh Bình, vung tay tát bốp một cái, rồi bổ sung thêm một câu, tiện nhân. Ra tay có phần hung ác, Huệ Thanh Bình lại đang bị khống chế, không có chút đề phòng nào, hứng chịu nguyên cái tát khiến khóe miệng ứa máu, mũ phượng trên đầu cũng bị lệch đi. Ngươi dám đánh ta, ta giết ngươi, ta giết ngươi, Huệ Thanh Bình khóe miệng dính máu, điên cuồng mắng làm thế nào cũng không thoát ra được người khống chế bà ta cũng không tha cho bà ta để hạ độc thủ ngô công lĩnh ngươi muốn giết ta được ngươi đã không niệm tình vợ chồng vậy thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa ngô công lĩnh giận tím mặt quay người cầm kiếm ở bên hông của một gã hộ vệ vù một tiếng rút ra một kiếm nhằm vào lồng ngực huệ thanh bình ra tay không lưu tình chút nào bệ hạ may mắn tu sĩ ở bên cạnh kịp thời ra tay giữ cổ tay ngô công lĩnh lại bệ hạ nương nương chỉ là nhất thời thất lễ, người không được xúc động. Nói đùa cái gì vậy, đây chính là hoàng hậu của một nước, sao có thể nói giết là giết luôn vậy, hành động đó liên quan đến khí phách hoàng đế nên nhất định phải ngăn cản, chỉ ít cũng phải xin phép qua tông môn đã rồi nói tiếp, nếu không việc này truyền đi, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn, bọn họ không thể kịp thời ngăn cản cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Người sau lưng ta lén lút với người khác, lại còn muốn giết ta. Vẻ mặt Huệ Thanh Bình tuyệt phong, đau lòng, bà ta đã nhìn ta, ngô công lĩnh không phải là giả vờ giả vịt vừa rồi quả thực là muốn giết bà ta hành động này thật sự khiến bà ta tổn thương tận tim gan quát ầm lên ngô công lĩnh ngươi là tên lòng lang dạ sói xúc sinh không có ta người đâu có ngày hôm nay ta lén lút với người khác ngô công lĩnh lại muốn tát cho bà ta một cái bị người kéo lại chỉ có thể nhìn bà ta giận dữ mắng mỏ huệ thanh bình ngươi cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi vẻ bề ngoài thì có thuật chú nhan sự thật thì sao Ngươi còn có thể sinh con sao? Chấm bây giờ không thể so với lúc trước, chấm bây giờ là hoàng đế đại tống, hoàng đế thì sao có thể không có hậu nhân, nếu không có thì giang sơn của chấm truyền cho ai? Chấm là suy nghĩ cho thiên hạ đại tống, tiện nhân ngươi, đồ đàn bà tranh chua, chẳng lẽ ngươi muốn chấm đoạn tử tuyệt tôn sao? Trên đời này còn có kiểu hoàng hậu như ngươi sao? Ngươi không xứng làm hậu." Lời nói này khiến Huệ Thanh Bình khóc, đường đường hoàng hậu nước Tống, đã từng là trưởng lão thiên nữ giáo hoàn toàn khóc đến không ra dạng gì khóc rồi mắng chửi không ngừng ngô công lĩnh người sẽ không được tử tế người sẽ chết không được tử tế ta chết không được tử tế được được lắm ha ha ngô công lĩnh ngửa mặt lên trời cười ha ha không ngừng mọi người xung quanh đều cảm nhận được hàm ý trong tiếng cười kia dường như là muốn để huệ thanh bình biết ai mới là người chết không được tử tế nhưng trước mắt những tu sĩ này vẫn chưa được sự cho phép của môn phái nên sẽ không để cho ngô công lĩnh giết huệ thanh bình cũng không dám thả Huệ Thanh Bình ra, sợ bà ta làm loạn lên. Phủ đệ bị cuộc chiến vừa này phá hủy rồi, không thể nào ngủ lại ở đây được nữa, ngô công lĩnh trực tiếp dẫn người trở về Hoàng Cung. Lần này trở về, lập tức gây ra động tính không nhỏ trong Hoàng Cung, Hoàng hậu lại bị áp giải về, rồi nhốt vào thiên lao. Kế tiếp, tin tức truyền ra khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Hoàng hậu ám sát Hoàng đế, Hoàng đế bắt nhốt Hoàng hậu, làm sao việc này có thể gây không gây động tính được cơ chứ? Ngô Công Lính cũng không có ý định giấu kín, ông ta động sát tâm, muốn giết Huệ Thanh Bình. Mặc kệ trước kia có phải là lợi dụng Huệ Thanh Bình hay không, nhưng hiện tại ông ta thật sự là chịu đựng nữ nhân này quá đủ rồi. Nói ông ta là một thống soái cũng được, gọi là hoàng đế cũng chẳng sao, coi như bỏ qua hết cách gọi này đi, ngay cả cái gọi là nam nhân thì ông ta cũng chỉ là giống đực, mà đặc trưng của giống đực rất là rõ ràng, đó chính là kiểu có dục vọng giao phối với giống cái rất mãnh liệt. Chương 1387, Điểm báo thiên hạ đại biến. Đương nhiên, dù sao ông ta cũng là người, vẫn còn có tình có lý, nếu không phải là làm cho ông ta không thể chịu đựng được, ông ta cũng không muốn giết thê tử của mình. Nhưng chuyện ngày hôm nay đã vượt qua khỏi ranh giới cuối cùng mà ông ta có thể chịu đựng được, ông ta nửa đời trên sa trường, quyết định loại chuyện này dường như là theo bản năng rồi. Trước đó, ông ta cảm thấy Huệ Thanh Bình đang ngáng đường mình, chuyện của nữ nhân thì không nói làm gì ỉ vào chuyện mình giúp đỡ ngô công lĩnh thượng vị, cảm thấy làm việc gì cũng là điều hiển nhiên. ỉ vào mình là tu sĩ, biết đánh nhau, cho nên cũng rất hung hăng. Dưới cơn nóng giận lập tức có thể cho ngô công lĩnh một bà tai, ông ta đã từng không chỉ một lần bị Huệ Thanh Bình bà tai ngã ra mặt đất mà còn nhiều lần bị đánh tỉnh. Có lẽ nguyên nhân là do đã từng là trưởng lão thiên nữ giáo, chịu ảnh hưởng của việc nắm quyền lực trong tay nên nhịn không được sẽ nhúng tay vào một số chuyện nhưng lại cảm thấy đây là điều hiển nhiên hoặc có lẽ là cảm thấy là vợ chồng với ngô công lĩnh ông ta lại được bà ta nâng đỡ cho nên thay mặt ngô công lĩnh sử dụng quyền lực của ông ta khiến việc nước trở thành việc nhà điểm ấy khiến ngô công lĩnh rất bất mãn cũng cảm thấy lo lắng nếu cứ như thế này mãi thì sẽ cổ vũ dã tâm của nữ nhân này mất đương nhiên phương diện về nữ nhân cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta đường đường là hoàng đế mà lúc nào cũng khắc chế dục vọng nguyên thủy của mình chỉ trông mong vào một lão bà của mình ông ta không làm được liều sống liều chết cố gắng nửa đời người chỉ đổi lấy kết quả còn không thoải mái bằng lúc ông ta làm tướng quân, vậy ông ta còn cố gắng bỏ công sức của mình phấn đầu làm cái gì nữa. Tóm lại, ông ta đã sớm nhận ra, loại nữ nhân như Huệ Thanh Bình này không có cách nào làm một hoàng hậu bình thường được, muốn khiến Huệ Thanh Bình trở thành hoàng hậu quy củ trông coi hậu cung còn khó hơn so với việc lên trời, là một chuyện không thể nào xảy ra. Nhân cơ hội lần này, ông ta sẽ quyết định dứt khoát. Vừa trở lại cung, ông ta lập tức ra tay làm chuyện xử tử Huệ Thanh Bình, không hề lưu tình chút nào. Sở dĩ không có cách nào trực tiếp hạ sát thủ, là bởi vì những tu sĩ kia ngăn cản, dù sao cũng là hoàng hậu một nước, việc này khá lớn, không được sự cho phép của tam đại phái nước tống nên không ai dám ra tay. Người tam đại phái đóng dư ở đây đã trực tiếp bảo vệ Huệ Thanh Bình, sợ ngô công lĩnh làm liều, khẩn cấp xin chỉ thị của tông môn. Đối với việc này, trong lòng ngô công lĩnh biết rõ, muốn Huệ Thanh Bình rất đài, tam đại phái bên kia sẽ không có ý kiến gì ông ta đoán rằng đừng nói là Huệ Thanh Bình, ngay cả đồng tiên các, sớm muộn gì cũng bị tam đại phá đá văng ra, bởi vì tam đại phái không hy vọng bên cạnh ông ta có một thế lực tu hành khác, muốn khống chế hoàn toàn ông ta trong tay. Tam đại phái chỉ là lo lắng thân phận hoàng hậu của Huệ Thanh Bình, hơn nữa cục diện nước tống cần ông ta ổn định, tạm thời nhẫn nhịn sẽ không theo ngô công lĩnh làm ẩm ý lên, bây giờ ông ta chủ động ra tay, tam đại phái đâu có lý do để phản đối đây. Tình huống gì vậy? Chuyện vừa xảy ra, cả triều văn võ bá quan chấn kinh, chẳng những là văn thần, ngay cả võ tướng là thủ hạ của ngô công lĩnh cũng giật mình, đại tướng quân muốn giết thê tử của mình. Ngày kế tiếp lâm triều, khó có được hôm ngô công lĩnh vào triều, nói về việc này. Thừa tướng tử Bình Hưu là người đầu tiên tận lực khuyên can, nói cái gì vô tội không được giết, ảnh sẽ rất lớn, có thể sẽ khiến nền tảng lập quốc bị dao động, mong ngô công lĩnh suy nghĩ lại. Suy nghĩ của những thần tử này lại không giống với suy nghĩ của những tu sĩ tam đại phái nước tống kia những thần tử này rất để tâm chuyện quản lý quốc sự nhưng mà lúc này đây nước tống sau khi mới lập rất nhiều chuyện vẫn còn chưa hoàn thiện hệ thống lợi ích cũng chưa hình thành bố cục chưa hình thành được sức mạnh chính là cản trở ngô công lĩnh một ít ngô công lĩnh muốn làm cái gì thì làm cái đó một đám người căn bản là chẳng làm gì được ông ta sau khi bãi triều tử bình hưu nổi giận đùng đùng trở về phủ thừa tướng trực tiếp đi thẳng đến viện tử của giả vô quần giả vô quần đang ngồi trong đình đọc sách thấy thừa tướng ngồi ở đối diện có vẻ mặt tức giận, lập tức để quyển sách xuống, lấy bút chấm mực, viết mấy chữ xuống giấy rồi chuyển qua cho ông ta nhìn, không nghe khuyên can. Từ bình hưu, có thể nghe lời khuyên can thì đã tốt. Quả thực là hồ đồ, ngay cả hoàng hậu nói giết thì giết ngay, sau này chẳng phải là người người cảm thấy bất an sao. Giả vô quần lại dùng bút viết cho ông ta nhìn, tự bản thân ông ta cũng không thèm để ý, thừa tướng cần gì phải buồn giàu. Tử Bình Hưu thở dài, tiên sinh à, hoàng hậu nước tống bắt kẻ gian dâm, Hoàng đế nước Tống dưới cơn nóng giận giết hoàng hậu, nếu truyền đi quả thật là chuyện cười lớn, chẳng những ảnh hưởng đến nội bộ, mà còn ảnh hưởng đến ngoại giao với các nước, trở thành trò cười cho những nước khác. Ông ta thì không quan tâm mà chỉ để ý đến kết quả, đến lúc đó lại ném ra một câu, không được trồng trọt, vậy. Đây không phải là gây phiền phức cho ta sao? Thấy Tử Bình Hưu quan tâm như thế, giả vô quần im lặng, lại hạ bút viết rồi chuyển cho ông ta nhìn, thừa tướng có thể đi gặp trưởng môn đồng tiên các đàn đông tinh để lúc nào đi khuyên can, có thể sẽ có hiệu nghiệm. Tử Bình sau khi nhìn thì im lặng một lúc rồi nghi ngờ nói, Đan Đông Tinh và Bệ Hạ có quan hệ mật thiết, Bệ Hạ ra quyết định, Đan Đông Tinh sẽ cố ép sao. Giả vô quần lại viết tiếp, chuyển cho ông ta nhìn, nguyên nhân chính là như thế, Tam Đại Phái không muốn nhìn thấy bên cạnh Bệ Hạ có thế lực khác, tạm thời bất động chứ không phải là bất động hoàn toàn, đồng tiên các cảm thấy bất an, có chiều thần tương trợ, đồng tiên các vui mừng, thừa tướng đi tới, Đan Đông Tinh nhất định sẽ cho thừa tướng mặt mũi. Tử Bình Hưu suy tư, những vẫn lo lắng nghĩ, bệ hạ khư khư cố chấp, Đan Đông Tinh đi khuyên có hữu dụng không? Giả Vô Quần viết tiếp cho ông ta nhìn, Thương Châu khởi binh, Đan Đông Tinh vẫn luôn đi theo. So với thần tử nước Tống hay Tam Đại phái nước Tống thì Ngô Công lĩnh gần gũi với Đan Đông Tinh hơn, một chút lý do thoái thác từ miệng Đan Đông Tinh nói ra, so với những người khác có hiệu quả hơn nhiều, có thể thử một lần. Sau đó, Giả Vô Quần lại viết lý do thoái thác để thuyết phục cho Tử Bình Hưu nhìn. Ông ta sau khi nhìn xong thì liên tục gật đầu, không nói nhiều, cũng không chậm trễ, lập tức đứng dậy đi. Cũng thật sự là không thể trì hoãn được nữa, ông ta biết rõ, hiện tại ngô công lĩnh không động đến Huệ Thanh Bình, có lẽ là còn đang chờ tông môn tam đại phái trả lời, nếu trước đó không ngăn lại việc tông môn tam đại phái hồi âm, chuyện hoàng hậu nước tống bắt gian bị giết, coi như là ván đã đóng thuyền. Giống như giả vô quần dữ liệu, sau khi tử bình hưu tới đồng tiên các gặp trưởng môn đan đông tinh, tuy đan đông tinh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng thử một lần, có thể thành hay không chính ông ta cũng không dám hứa trước điều gì cả. Sở dĩ do dự là bởi vì ông ta biết Ngô Công Lĩnh có suy nghĩ muốn giết Huệ Thanh Bình, có ngăn cản hay không hoặc Huệ Thanh Bình sống chết đối với ông ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Mà nguyên nhân ông ta đáp ứng thử một lần, quả thực là nể mặt mũi tử Bình Hưu người đứng đầu bá quan văn võ. Đan Đông Tinh nghe theo sự nhờ cậy của tử Bình Hưu, lập tức tiến cung diện kiến Ngô Công Lĩnh, chuyển lý do mà tử bình hưu nói cho mình biết thành lời thuyết phục của mình. Lý do cũng rất đơn giản, đàn đồng tinh nói, người đời đều nói ngươi giết huynh trưởng của mình, bây giờ lại giết thê tử, chẳng phải là chuyện giết huynh cướp ngôi, người trong thiên hạ sẽ nhìn ngươi như thế nào. chương 1388, như hiểu đạo của tử kim động, thêm vào. một Ngô công lĩnh do dự, ít nhiều có chút kiên rè, chuyện giết huynh, ông ta luôn luôn phủ nhận. Cuối cùng, ngô công lĩnh thay đổi quyết định, không giết Huệ Thanh Bình nữa, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đã ra tay, ông ta sẽ không để cho Huệ Thanh Bình có cơ hội đảo ngược tình thế. Phế bỏ vị trí hoàng hậu của Huệ Thanh Bình, giam cầm bà ta cả đời. Về phần phụ tá đắc lực của Huệ Thanh Bình, bị ngô công lĩnh chém, những nữ đệ tử kia cũng biết giết hết, không còn một ai sống sót. Đến tận đây, những kẻ phản đồ thiên nữ giáo không ai có kết cục tốt đẹp cả. Chờ mắt nhìn đệ tử của mình bị bắt đi hành hình, mình lại bất lực, Huệ Thanh Bình ở trong thiên lao khóc lóc, hối hận rằng không nên bị lợi ích làm mê muội phản bội sư môn. Rõ ràng bị ngô công lĩnh lợi dụng, giờ lại bị ngô công lĩnh ăn cháo đá bát, chỉ ít chỉ có bà ta xem như là thế, chửi mắng ngô công lĩnh sớm chết, mắng đến khi bản thân cũng mệt mỏi, le lo chơ trọi ngồi bất động trong một góc của nhà giam, si ngốc, ngơ ngác. Hoàng hậu, hào hoa phong nhã như gió thoảng mây bay, đi cũng nhanh, chợt tỉnh mộng. Lúc đưa ra quyết định này, chuyện phế bỏ hoàng hậu lớn như vậy, ngô công lĩnh thậm chí còn chẳng thèm cùng triều thần thương lược, ngày thứ hai lên chiều trực tiếp hạ chỉ trước đó đã hạ chỉ ra tay với các đệ tử của huệ thanh bình đầu tiên phải gạt bỏ cánh tay đắc lực của huệ thanh bình rồi mới nói tiếp sau khi bãi chiều tử bình hưu lại đến chỗ giả vô quần vẻ mặt cười gượng lắc đầu dường như giả vô quân có chút bất ngờ viết chữ hỏi thăm vẫn muốn giết tử bình hưu mạng được bảo toàn phế hậu chưa thương nghị trực tiếp hạ chỉ luôn giả vô quần nhanh tay viết cho ông ta nhìn triều thần phản ứng như thế nào từ bình hưu thở dài, lần này phản ứng không quá lớn. Bệ hạ nói đức hạnh của Huệ Thanh Bình không xứng với chức vị, muốn lập người khác, muốn chọn một người hiền lương thuộc đức từ nữ nhi trong nhà các bá quan để lập hậu. Bệ hạ, người này nhìn như thô lỗ, nhưng kỳ thực biết nắm bắt lòng người khác, bách quan đều động tâm, không ai có dị nghị gì nữa, đoán chừng còn phải hết sức giúp bệ hạ nhấn chìm chuyện này xuống để lấy lòng bệ hạ nữa ấy. Giả vô quần hơi nhíu mày, lại nâng bút viết, hỏi thăm, thừa tướng động tâm hay không? Từ bình hưu vuốt dâu cảm thán, gả ai mà chẳng muốn gả, trong nhà có một hoàng hậu, có giá trị không tầm thường, ai mà không động tâm. Chỉ là nữ nhi trong nhà bên này đợi gả, ai phù hợp vẫn còn phải cân nhắc. Ông ta thở dài dường như là đang tiếc mình không có nữ nhi phù hợp đợi gả, chỉ có thể tìm kiếm trong họ hàng thân thích mà thôi. Giả vô quần, thừa tướng suy nghĩ lại đi, tử bình hưu hơi giật mình, tiên sinh cảm thấy không ổn sao giả vô quần viết lời khiên bảo điệp mống nguyễn giới mở mà không đóng không đúng theo lẽ thường bí cảnh thiên đô đột nhiên tăng số lượng tán tu tham dự tống hàn yến triệu giao chiến nước yến bị hủy diệt nước tống đổi chủ nước vệ thì huyền vi đang nắm quyền thì lại đến thánh cảnh lịch luyện đủ loại chuyện lớn kéo đến nhất định không bình thường chính là điềm báo thiên hạ đại biến thiên hạ lâu rồi không có biến đổi lớn yêu ma quỷ quái tích tụ quá lâu đủ loại dấu hiệu ta sợ chín vị trí tôn đã có cách thời khắc này thừa tướng cần yên lặng theo dõi sự biến đổi, không thể cuốn vào quá sâu. Đường kim hoàng thượng nước tống, giết huynh diệt đờ, bạc tình bạc nghĩa vô cùng, dựa thế người ta rồi vứt họ đi như chiếc giày là bình thường, không thể bằng này mà đã trông cậy vào, thừa tướng cũng không thể bị trói buộc, giữ một khoảng cách để có đường lui. Lại tùy cơ ứng biến mới có thể đảm bảo tử phủ đen dưới bình an trong lúc loạn lạc như này, xin thừa tướng minh giám. Một phen khuyên nhủ, thấy mí mắt tử bình hưu nhảy lên, sau khi đứng dậy đi đi lại lại lưỡng lự một lúc, bỗng nhiên ngồi xuống, chân chờ nói, nếu người người đều tranh hậu vị, lão phu quá mức bình tĩnh, há chẳng phải khiến ông ta đa nghi hay sao. Tử Bình Hưu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vuốt sâu túm một cái, quả quyết nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, được. Vậy liền dựa theo lời nói của tiên sinh, thừa tướng một nước cũng phải trừ lại một đường lui, đây không phải chuyện nhỏ, mà là lựa chọn chiến lược lớn.